Có một cô này cô hỏi Nhân Đức: thầy ơi, con bây giờ con nghe Phật pháp rồi, gia đình con ông bà cha mẹ mất đi, con có nên chấp điếu hay không thầy? Quý vị nên không? Nên chấp điếu. Thay đổi lại tư tưởng. Nhiều chúng sanh không biết tu phước duyên, bây giờ lấy tiền của họ để đi tu phước duyên dùm cho họ. Nếu như mà nhà nghèo quá, quá nghèo, cha mẹ lúc còn sống cũng không muốn cho con gì, cha mẹ mà nợ nần gì hết á, thì bây giờ chấp điếu thì cái chuyện lo hậu sự cho cha mẹ, mình nghèo quá rồi, bây giờ lấy tiền đó để trang trải cái chuyện lo đám tang cho cha mẹ. Dư bao nhiêu hoàn toàn nhà nghèo cỡ nào cũng không xài. Nếu vị làm được điều này thì chấp điếu, toàn tiền đó đi làm việc thiện, việc tốt hết, thay chúng sanh mà tu phước duyên. Còn nếu như không chấp điếu thì họ cũng mua hoa quả, trái cây, nhang đèn tùm lum, thì cũng để tá lả âm binh đó chứ. Thì thôi bây giờ chúng ta chấp điếu, chúng ta dùng đồng tiền đó, nếu như nhà có điều kiện thì bổn phận làm con mình nên dùng đồng tiền chính bản thân mình làm cực khổ ra để lo hậu sự cho cha mẹ, việc đó rất là đúng. Rồi mình lấy tiền chấp điếu này hoàn toàn không đụng tới một cách nào hết trơn. Chúng ta hoàn toàn tu phước tu duyên. Và chúng ta nên bàn đối với tất cả anh chị em phải đồng lòng đồng chí như vậy thì làm. Chứ đừng vì cái đồng tiền chấp điếu mà anh em lại giành giật tiền đó là mang họa. Có một gia đạo này, khi người mẹ vừa chết đi thì nhận tiền chấp điếu được hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ bạc tiền chấp điếu. Và đồng tiền này vừa vào nhà này, mẹ chưa đem đi chôn, thì ba người anh em với nhau quýnh lộn giành tiền. Và cuối cùng khi mẹ chết đi xong là ba anh em đã trở mặt hoàn toàn luôn. Khi đi ngoài đường gặp mặt nhau không cần chào nhau một tiếng luôn. Từ hơn 1 tỷ bạc chấp điếu đó mà xảy ra vấn đề trở mặt nhau luôn. Nên quý vị biết rằng người xưa ta nói câu rất là hay: giàu đổi bạn, sang đổi vợ, đúng không? Nếu như mà con người mà không tiếp nhận giáo dục là chắc chắn khi giàu sang phú quý, tính tình sẽ hoàn toàn thay đổi liền, nhất định thay đổi. Nhưng nếu đạo đức nhân cách mà thay đổi thì làm sao mà thịnh vượng? Làm sao thịnh vượng đây? Nên những điều như Đức chia sẻ cho quý vị nghe, quý vị phải nhớ, mình là người tiếp nhận Phật pháp, tiếp nhận giáo dục, chúng ta đừng nên làm những cái chương trình như là mỗi năm đốt giấy tiền vàng bạc. Cha mẹ ông bà chết đi đốt nhà, đốt tiền, giấy tiền vàng bạc đốt, hoặc là bỏ vàng bạc, bỏ châu báu vào miệng. Đừng nên làm những việc này. Hãy đem những đồng tiền đó mua gạo cho người nghèo, hoặc là bố thí cúng dường tam bảo, xây chùa tạo tượng đúc chuông còn có ý nghĩa hơn. Việc này mình làm có lợi cho người đã mất. Và việc lớn nhất, lợi ích nhất mà đối với ông bà cha mẹ là lúc ông bà cha mẹ tuổi già bệnh hoạn, chúng ta dạy ông bà cha mẹ niệm Phật và để máy niệm Phật xuyên suốt bên cạnh, một điệu hộ niệm để xuyên suốt luôn. Và khi ông bà cha mẹ của chúng ta yếu gần mắt, chúng ta tập trung những người biết niệm Phật, anh chị em đến, chúng ta chia ban ra, dù là 2-3 người cũng được, 3 ban, 1 ban niệm 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng gì đó, tùy quý vị với khả năng. Nhưng Đức nghĩ 1 tiếng là hay, tại vì 1 tiếng nó làm cho người ta rất là khỏe. Rồi niệm lại, rồi duy trì 3 cái ban này, niệm xong 1 ban thì 2 ban kia nghỉ, 2 ban kia nghỉ ngơi xong, qua 1 tiếng tới ban này thì 2 ban kia nghỉ. Cứ nghỉ ngơi xây dòng niệm hoài, niệm chừng nào mà ông bà cha mẹ chút hơi thở cuối cùng. Khi chút hơi thở cuối cùng chúng ta tiếp tục niệm, ít gì cũng 14 tiếng, còn tốt nhất là chúng ta niệm được 24 tiếng. Việc này là việc rất là quan trọng để mà mỗi một người chúng ta có thể làm được cho ông bà cha mẹ chúng ta. Quan trọng lắm đó quý vị, rất là quan trọng luôn á, nhớ nghe. Nên những Đức nói rằng là chỉ cần một cái đèn bông sen thôi là cũng hộ niệm được rồi. Hồi nãy Nhân Đức gặp 2 người con cháu vậy đó, mắc 37 tuổi. Họ nói họ dùng một cái đèn bông sen thôi, họ hộ niệm, hộ niệm cho cái chú này còn trẻ mắc.
Rồi nhà mình á, nếu ông bà cha mẹ già, chúng ta ít gì chuẩn bị cái lo, cái lo nhỏ nhỏ mà âm thanh cho hay, để bàn thờ bắt nhỏ nhỏ, khi lúc hộ niệm bắt lớn lên chút. Nhưng Đức kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà ở trong 100 bài kệ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, có một câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này Ngài dẫn dắt câu chuyện để chú giải. Thì câu chuyện này là hai vợ chồng này mà người vợ rất là đẹp, người chồng rất thương vợ, thương ái nhiễm nặng nề vô cùng, gần gũi vợ hoài không chán luôn. Thì người vợ này biết niệm Phật. Thì người vợ này đưa lên một cái điều kiện là muốn gần gũi với người vợ này, trước nhất phải giống như đánh chiếc cảng đi, đánh 3 tiếng rồi xong phải niệm Phật 10 phút. Thì người chồng này quá thương vợ, nghe lời, ngồi niệm Phật 10 phút mà trước khi mà niệm Phật là đánh chiếc cảng. Mà người vợ này cũng khôn ghê, tại vì nghĩ rằng người chồng này tương lai nhất định sẽ đọa trong địa ngục. Mà đọa trong địa ngục thì những hình cụ trong địa ngục phần nhiều đều là sắc không à. Nên dùng chiếc kẽn để đánh lên rồi mới bắt niệm Phật. Người chồng này không phải cầu sanh cực lạc gì hết, nhưng vì quá thương vợ, lần sau cũng được miễn cho là nghe lời. Từ cái nghe lời đó mà bắt niệm Phật luôn. Thì cứ niệm Phật, mỗi lần đòi hỏi là cứ bắt niệm Phật 10 phút rồi mới cho. Rồi quý vị biết rằng vài năm sau thì người chồng này chết bất đắc kỳ tử. Vừa chết xong thì người vẫn còn ấm, giống như là hơi thở đã tắt rồi mà sao tim cứ ấm hoài. Người ta nghĩ rằng là sợ hồi dương, người ta không dám chôn. Người xưa là người ta vậy đó. Thì bắt đầu là để, thì người này chết xong đọa xuống dưới địa ngục. Thì quỷ sứ dùng chỉ ba để đâm người này, xơm người này nhặn xuống chảo dầu. Thì cứ hành ngục như vậy, và những hình cụ trong địa ngục cứ sắc nó chạm nhau, nó kêu sàn 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 sàn, giống như mà người vợ bắt là phải đánh cảng 3 tiếng rồi mới niệm Phật 10 phút rồi mới cho gần gũi. Thì bắt đầu là tự nhiên cái linh hồn người này tự nhiên nhớ đến cái chuyện đánh tiếng cảng đó, tự nhiên nghe cái, tự nhiên cái linh thức, cái linh hồn nó niệm lên Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một tiếng không thôi, vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái thì tất cả những quỷ dữ và tất cả những hình cụ kia nó trở thành gọi là hoa sen. Rồi á, những cái quỷ đó, đó thì ngồi trên hoa sen được tiếp dẫn giảng sanh chứ. Đây là câu chuyện á, ở trong 100 bài kệ của Ngài Thiền Tâm phiên dịch á, nhà Đức có đọc cái câu chuyện này. Thì quý vị biết rằng cái công năng niệm Phật lớn cỡ nào chưa? Có nghĩa là đọ xuống rồi mà niệm chỉ có một câu Nam Mô với Đà Phật thôi, vậy mà tất cả quỷ dữ đều được giải thoát. Còn người này thì hồi dương sống lại và kể câu chuyện này cho gia đình nghe, và từ đó về sau chăng thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc luôn. Thì chắc chắn là người này phải giảng sanh, tại vì chính họ đã thấy lợi ích của niệm Phật rồi. Thì quý vị phải biết rằng cái người mà siêng niệm Phật là do người ta hiểu được công năng niệm Phật, do người ta biết cái lợi ích của niệm Phật thì người ta mới niệm Phật. Nếu đi đến cái ngôi chùa mà chỉ niệm Phật đi thì người ta sẽ bỏ niệm Phật. Người ta bỏ niệm Phật là chắc chắn, hiểu không? Nên người ta biết cái công năng niệm Phật quá thù thắng rồi. Bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện mà không phải niệm Phật giảng sanh đó, mà người vợ này vì biết cái duyên vợ chồng, chồng thương quá nên dùng phương tiện gì để gieo duyên cho chồng biết niệm Phật thôi. Vậy đó mà người chồng còn được lợi ích, thấy không? Vậy thấy quá lợi ích. Trong đây mà chồng nào mà thương quá làm cách đó đi. Không mà nó niệm chứ nó cũng giảm cái tâm nó luôn, giảm. Nên từ nơi đó mà cái câu này cô kể, như Đức nghe câu chuyện cô nói là cô có một người chồng, chồng này săn hẳn vô cùng, tính tình khó tính, cực kỳ khó tính, vậy mà cô chịu đựng được mười mấy hai chục năm, chịu đựng mười mấy hai chục năm. Ông khó tính mà tâm tính dâm dục vô cùng. Mà cô kể nhân Đức nghe rằng cái ông này mỗi lần mà gần gũi với cô là mình mẩy cô bầm nâu hết chứ, mình mẩy chứ. Nhưng mà bà chịu đựng được mười mấy hai chục năm. Nhân Đức nói cái ông này chắc là cộp.
gần gũi thôi chứ làm gì mà làm ta bầm mình bầm mấy thấy ghê. Thấy không? Vậy mà bà chịu đựng mười mấy, hai chục năm, bà chịu đựng vậy đó. Vậy mà bà đi đến chùa, bà tu, bà nghe như Đức nói chuyện mỗi ngày không biết sao. Mà bà nghe bà nói rằng là con không bao giờ dám nói tới, con sợ, cực kỳ sợ luôn. Muốn lôi đầu chừng nào cũng được, con sợ dữ lắm, không dám nói một tiếng gì. Mà không biết làm sao mà con nghe thầy giảng, tự nhiên sao con nổi máu anh hùng con. Con nghe thầy giảng tự nhiên con gan lên. Rồi xong tự nhiên con đến con gặp ông, con nói là tôi thiếu nợ ông, biết rằng là tôi thiếu nợ ông, nhưng mà tôi muốn nói cho ông nghe rằng ông nên thay đổi cái tính tình của ông lại đi. Vì nếu ông không thay đổi cái tính tình của ông là chắc chắn ông phải đọa địa ngục là chắc chắn. Là vợ chồng của nhau mà ông dùng tôi cũng như là ông đánh đập một con thú thì làm sao được. Nếu mà ông không thay đổi cái tính tình của ông là tôi nhất định bỏ ông. Bà nói một câu mạnh dạn thế ghê. Bà nói là không biết làm sao, bà rất mạnh dạn, bà quyết đoán luôn, bà nói chuyện bà dám làm luôn. Bà nói rằng bà không thể nào như vậy nữa, không thể nào trả nợ bằng một cách ngu si như vậy nữa. Đó. Tự nhiên bà nói rằng là bà nghe như Đức nói chuyện là bà có con đường, bà có phương hướng luôn. Bà không có sợ cái chuyện mà lỡ bà ổng bỏ bà mà bà sống chơi dơ gì hết. Lúc trước bà có một quan niệm là ổng bỏ bà đi về đâu, bà sống làm sao đây. Bà cứ sợ như vậy mà phải chịu đựng như vậy luôn. Khi nghe những Đức nói chuyện rồi tự nhiên bà nói rằng là con có sợ nữa, con nghĩ rằng là nếu ông quýnh con chết thì con giảng sanh. Thà quýnh con chết phước cho rồi đi, chứ hành hạ con kiểu này chịu không nổi. Ghê không? Cái đầu bà mạnh dạn luôn. Bà nói bà nổi máu anh hùng lên. Ôi ô bà lỡ bà nói chuyện với ổng mà bà nói mạnh dạn dữ lắm. Tự nhiên ổng hết hồn sợ, sợ ngược bà luôn. Là nhờ cái quay lực tam bảo, quay lực Phật gia trì, bà niệm Phật á. Rồi tự nhiên quay lực Phật gia trì thì quý vị biết cái con người thế gian họ có hung dữ cỡ nào đi chăng nữa, làm sao mà họ có thể đụng chạm được với bổn nguyện Di Đà. Quay lực của Phật Bồ Tát trời, chỉ là một kẻ phàm phu tính tình săn hẳn thôi, chứ làm sao mà quay lực của Phật mà đụng chạm được. Thật sự mà nói con người này là do trần cấu nặng nề nên họ săn hẳn, chứ thật sự họ mà chỉ cần chạm được quang minh chút thôi tức khắc diệu tâm liền. Phật Di Đà Bồ Tát khỏi cần làm gì, chứ chỉ cần mà nhẹ một cái quang minh thôi thì tự nhiên họ dịu hoàn toàn tâm liền, họ trở lại con người hiền hậu liền vậy đó. Nhưng mà do gì họ quá tiếp nhận được cái săn hẳn và nghiệp quả sát sanh nên tính tình họ trở thành như vậy. Mà chính cô này cũng là một cái nghiệp duyên mà cô phải trả cho ông chồng, mà nhờ may mắn thay cô nghe pháp, cô niệm Phật mà tự nhiên cô vượt lên chính cô mạnh mẽ luôn. Và tự nhiên cô nói chuyện thẳng với ông chồng luôn. Và từ đó về sau ông chồng này thay đổi, và bà này từ đó về sau hoàn toàn bà nói ông chồng này nghe luôn. Mà bà nói rằng là tự nhiên con nghe thầy giảng xong, con niệm Phật con nói chuyện rất là hay. Có nghĩa là cái sức thuyết phục nói chuyện rất hay luôn. Bà nói chuyện chồng sợ luôn. Rồi cuối cùng là bà với chồng ở nhà niệm Phật rồi bắt ông phải nghe pháp. Khi ông nghe những đức kể những điều những đức hư á, mà tu được á, thì ông nói rằng như vậy thì ông thầy này hư ông cũng tu được, tôi hư tôi cũng tu được. Rồi cuối cùng trong một năm chờ thôi vậy mà ông tu, mà bây giờ ông hiền, hôm qua ông mới đến đây nè. Đó. Nghĩa là rõ ràng không? Có nghĩa là tu hành có thể thay đổi cái tính tình của người ta rõ ràng 100% luôn, thay đổi đó. Nó nên những đức nói rằng cái câu Phật hiệu này vậy là rõ ràng. Cái câu chuyện mà gọi là người chồng đòi gần gũi vậy mà vẫn niệm Phật, vậy là như vậy là cái chuyện này được rồi. Vậy là có câu chuyện này. Vậy thì mấy bà bây giờ niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi, chỉ sợ mấy bà niệm không được. Đúng không? Mấy bà có thể niệm được rồi đó. Tại vì có câu chuyện này mà, nhận đức đọc rõ ràng luôn đó. Mà câu chuyện này Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ngài dẫn dắt câu chuyện này là ở Ấn Độ quý vị, chứ không phải là đơn giản đâu. Nên từ nơi đó mà chúng ta bây giờ là có thể áp dụng câu Phật hiệu trong mỗi lúc mỗi nơi được rồi đó. Rõ ràng đúng là câu Phật hiệu này là cái một danh hiệu mà cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh. Con người chỉ cần niệm Phật thì có thể thay đổi số mệnh, thay đổi cuộc đời. Và chúng ta từ phàm phu mà đi làm Phật cũng được nữa. Quá tuyệt vời, hay quá. Nhớ. Vừa nhớ câu Phật hiệu là tiếp nối niệm liền. Nhớ nha. Một ngày của chúng ta rất bận bịu dễ quên câu Phật hiệu, nên cần đeo máy niệm Phật. Cần đeo máy niệm Phật. Đeo máy niệm Phật để hướng đến thiện pháp. Và vừa nhớ A Di Đà Phật là tức khắc tiếp nối niệm liền, đừng để lạc qua. Tiếp nối niệm liền, niệm một chút rồi chúng ta có thể bị công chuyện dẫn dắt quên.
Nhưng mà mỗi lần nhớ có Phật hiệu là tiếp nối liền, liên tục liền, để một ngày đó chúng ta có được thời gian nhớ Phật. Cái này hay lắm á. Chứ quý vị có khi vừa nhớ có Phật hiệu cái có một hai câu lạc liền, mau lạc vô cùng luôn. Vì quý vị biết vì sao? Vì cái tần số mà ở xã hội chúng ta vì cơm ăn áo bận nó mạnh quá, nên chúng ta vừa chớp nháy có Phật hiệu lên cái là bị tần số vì cơm ăn áo bận dẫn dắt liền. Hoặc là quý vị vừa nhớ có Phật hiệu là có người đến nói chuyện liền, có người đến liền, nói này nói kia liền, là tức khắc có Phật hiệu lạc liền. Còn trong chùa mình là do quý vị nhớ có Phật hiệu nhiều là do quý vị đi đâu cũng nghe có Phật hiệu, chỗ nào cũng nghe câu Phật hiệu và được nhắc nhở niệm Phật. Cả vào nhà vệ sinh mà quý vị nghe một hai câu thôi quý vị cũng niệm Phật rồi. Thì như Đức giảng nhà vệ sinh là cốt lõi chính nhất ấy, để trong đó đó, hiểu không? Đó là chỗ nhắc mình để nhớ thiện pháp. Nên vừa nhớ ai với Đà Phật là tiếp nối niệm liên câu Phật hiệu. Rồi một chút nó lạc đi thì kệ, chừng nào nhớ thì niệm liên để phát triển câu Phật hiệu, là phát triển thiện pháp. Hay dữ lắm. Nên nhớ ai với Đà Phật nhớ cực lạc Tây Phương. Mỗi ngày phải tạo điều kiện cho mình để nhớ nhiều. Người mà được nhớ cực lạc Tây Phương, nhớ A Di Đà Phật nhiều thì có xấu cỡ nào từ từ nó cũng có được hết, 100% luôn. Vì nhớ Tây Phương cực lạc giống như bị nhìn cái đẹp vậy đó. Giống như cái người á mà bị nhốt trong một cái phòng thơm thì quý vị bước ra nghe mùi hương trong người. Còn quý vị bị nhốt trong cái hầm phân thì bước ra nghe mùi phân. Dù không phải lấy phân chay vào người, nhưng mùi phân vẫn áp vào người mình. Mùi hương chưa phải xịt vào người, nhưng mà mùi hương vẫn được xông ớp trong người ta. Vậy thì nếu như quý vị mỗi ngày mà nhìn A Di Đà Phật thì nhìn viết rồi tự nhiên cái mặt cũng đẹp đẹp giống A Di Đà Phật, chắc chắn luôn. Thí dụ như mỗi ngày quý vị gần quá nhiều người săn hẳn thì tức khắc gương mặt mình sẽ săn hẳn giống người đó. Nên ai mà có bầu thì quý vị nên nhìn cái nào đẹp nhất. Người xưa người ta đã hiểu cách này nghe. Trong nhà Nho dạy rất rõ ràng. Khi một người phụ nữ có bầu, mang thai, thì người phụ nữ này nhìn điều tốt, nói điều tốt. Nhà Nho người ta đã dạy rồi đó. Từ ngồi ăn cũng có lễ, từ đi đứng có lễ, từ nói năng có lễ, từ cái hành động đó sanh ra đứa con có lễ. Thấy chưa? Có lễ phép liền vậy đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta dạy con cháu mình khi mang bầu thì nhìn cái đẹp nhất. Mà nhìn cái đẹp nhất là nhìn ai? Nhìn ai với Đạo Phật á. Nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm là đẹp nhất. Còn đa phần quý vị có bầu là quý vị nhìn chồng, nhớ chồng. Nên quý vị sanh con ra con nó giống hệt chồng á, thấy chưa? Đúng không? Với y gan chồng à. Bây giờ nếu quý vị mà nhìn những đức mà giống như đức thì càng chết. Đúng không? À, nó giống đó, không phải giỡn đâu. Nhìn viết nó giống luôn. Tại vì mình thích người đó quá, mình nhìn người đó giảng pháp hoài mỗi ngày là mình sanh đứa con gây gan mỏ nhỏ gây gan như đức. Lúc đó thằng chồng nó nói mày đi chùa viết sao mà mày đẻ con gây gan thầy những đức mày chết với tao quá. Không thiệt quý vị mang bầu quý vị mà cứ mà coi pháp như đức hoài luôn, thấy hình hoài luôn là sanh ra cái mặt gây gan như đức mỏ nhọn. Mà quý vị coi mà quý vị mà không có quan tâm gì cái chuyện mà gọi là mà coi là nhìn là tự nhiên mình thấy hình ảnh mình đặt vào tâm liền à, hiểu chưa? Nhưng mà tốt nhất là quý vị nhớ A Di Đà Phật á. Nói cái này cho mấy bà có bầu dám không dám nghe pháo luôn. Nghe mấy ba, đúng không? Đó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng nhìn A Di Đà Phật, nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy thì đứa con mình sinh ra tự nhiên á nó có dung mạo hiền từ. Dung mạo hiền từ thì chồng chấp nhận liền. Mà lạ tai cái dung mạo mà đứa con mà nó được người mẹ mà nghĩ thiện pháp mà sanh ra đó, là đứa con này nó lạ tai, nó không có giống chồng nhiều mà nó cũng không giống cha mẹ nhiều. Mình nhìn nó sao nó không giống ai nhiều hết chứ. Mà cái tướng tá và hình ảnh của nó từ bi lạ lắm. Nó không có giống con người bình thường. Nên từ nơi đó bị biết thiện pháp mà nghĩ tới thì tuyệt vời vô cùng. Còn thí dụ như vị nghe những đức giảng pháp cũng nghĩ đến thiện pháp, vì cũng không có ăn thua gì đâu, tại nghĩ thiện pháp mà. Nghĩ thiện pháp thì từ cái chủng tử thiện pháp nó sanh ra tướng thiện pháp. Chủng tử thiện pháp sanh ra tướng thiện pháp.
Như chúng ta ngày xưa chưa tu đi, cái chủng tử, cái tâm chúng ta là phát ra ác pháp, thì tự nhiên cái tướng mình là ác pháp mà. Như ngày xưa những đức thấy khuôn mặt nó sát khí đằng đằng, nhưng mà tu với từ từ sát khí nó giảm tối đa là vì mình thường nghĩ thiện pháp. Mình nghĩ thiện pháp thì nó chuyển tướng của ác pháp thành thiện pháp tướng. Nên từ nơi đó cái tâm mà nghĩ thiện pháp nó hay dữ lắm, chuyển tướng luôn. Và cái tâm mà nghĩ thiện pháp là nó chuyển những tế bào xấu và tế tạo những cái tế bào tốt đẹp phát triển lại. Có nghĩa là cái tế bào xấu của mình nó bị hư vì ung thư, bệnh này bệnh kia, ung thư máu, ung thư này ung thư kia. Nhưng quý vị thường nghĩ ai vậy là Phật, nghĩ thiện pháp á, thì tự nhiên những cái tế bào bị hư kia nó sẽ tự nhiên hồi phục lại. Và tế bào hư đó nó từ từ nó tốt đẹp lại. Máu của người này xấu vô cùng, nhưng họ thường vui, họ nghĩ thiện pháp, họ không nặng nề gì, thì máu họ từ từ tự nhiên tốt. Mà khi máu mà tốt thì tự nhiên làn da nó tốt. Mà máu mà đã tốt rồi nó cũng ít tóc bạc nữa. Còn có người mà nghĩ nhiều, lo nhiều thì tự nhiên tóc nó mau bạc là do máu xấu. Nên con người muốn làm cho máu mình tốt lại là nghĩ thiện pháp, nghĩ thiện, đừng buồn giận ai để trong tâm. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, thì tự nhiên máu mình tốt. Đó, nên tại sao mấy cô đi về chùa mình á, mà 9 năm nay những đức thấy mấy cô trẻ lại hơn mấy năm trước nữa. Tại mấy cô cười nhiều, nghĩ thiện pháp. Rồi thêm cái nữa, các cô sống có khổ tâm nữa. Nó có nhiều cô mà ví dụ như trong cái cuộc đời mình á, bị giật của cải chăng nữa, nó cũng không buồn nữa. Tại vì nó nghĩ rằng nợ là trả mà. Tại sao tao không lấy của người khác mà lấy của mình, hiểu không? Là tự nhiên nó hóa giải cái tâm liền. Nên cái người mà tu á, là họ thông minh. Họ thông minh ngay cái là cái gì đã mắc rồi thì thôi. Chứ bây giờ có bực bội chửi rủa đi chăng nó cũng mắc rồi. Phải chi mà chửi rủa mà nó đem nó trả lại thì cũng nên chửi. Còn chửi rồi nó cũng lấy mất tiêu. Mắc cả chì lắng chài, mắc công thêm, nó thôi khỏi đi. Chúng ta cứ sống cho thật là tốt, hiểu không? Nên trong mạng mà nó có phước rồi, dù người ta có lấy của bên ngoài nhiều cỡ nào, thì bây giờ trong mạng có phước nó cũng có tiếp tục lại mà còn nhiều hơn, hiểu không? Hiểu được nguyên lý này thì quý vị sống đặc biệt lắm, tuyệt vời lắm. Nên nhớ câu chuyện chú này mang nghiệp thủ dâm đáng sợ. Thì kể cho những đức nghe, chú này ổng cũng có tâm, ổng gặp như đức nói nè: thầy ơi, con kể thầy nghe. Bản thân của con là lúc 6 tuổi coi phim tầm 7 giờ bắt đầu là mang cái tội thủ dâm này. Là dạy con cháu nghe, dạy con cháu mình đó. Bây giờ là nó dính nhiều dữ lắm đó quý vị ơi. 8 năm sau, ổng nói người ổng tự nhiên lỡ hết trơn. Nó lỡ người hết trơn, nó khô da lại hết. Mới có 10 mấy tuổi mặt già chát luôn vậy đó. Rồi nước mũi nó chảy suốt luôn. Nước mũi chảy suốt luôn. Cặp mắt nhìn chừng 1 tiếng, 1 tiếng mấy là hết thấy đường luôn. Rồi tự nhiên mặt mày nó mụn đầy mặt mày lên hết trơn luôn. Rồi tự nhiên người nó hôi hám cũng như chuột chết vậy đó. Nó hôi rinh luôn vậy đó. Nên nó thấy đáng sợ chưa. Nên thí dụ như vợ chồng mà nghe Phật pháp luôn á, thì tự nhiên nó cũng tiết dục, nó giữ được hạnh phúc. Còn nếu như bây giờ mà vợ chồng mà nó gần gũi nhiều quá thì giết con người, nó cũng già rồi, nó bệnh hoạn. Thí dụ như một người đàn ông mà họ quá dục vọng nhiều đi thì giết rồi từ từ chân cẳng họ bệnh đau, sau này họ dễ bị tai biến hoặc là đi không nổi và ngồi xa lăng. Nên từ nơi đó mà khi mà họ nghe Phật pháp rồi tự nhiên tiết dục là vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà khi tiết dục rồi thì vợ chồng nó sanh con, hạt giống nó cũng mạnh. Tại vì cái hạt giống mạnh thì sanh ra con thông minh. Mà khi mà vợ chồng dục vọng quá nhiều thì hạt giống nó yếu. Hạt giống yếu sanh ra con ngu dại. Sanh ra con ngu dại lắm, tại vì hạt giống nó yếu. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà cái tiết dục rất là hay. Rồi cái chuyện mà con nít bây giờ mà thủ dâm là ghê lắm. Nó kinh khủng lắm. Bây giờ mà trên mạng nó dạy tào lao mà. Nó dạy tầm bậy nhiều dữ lắm. Nó cầm điện thoại là nguy hiểm dữ lắm. Những đức nói rất là nguy hiểm. Những đức nói đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, ngài nói rằng là đại ma dương là tivi. Ghê không? Đại ma dương là tivi dạy con người ta sát đạo dâm dục, phải không? Phim ảnh bây giờ dạy cái gì? Vì coi như ngày xưa người ta phim cổ trang, người ta đâu có cái chuyện hung hít nhau đâu. Nhưng mà bây giờ phim cổ trang là nó đã tình tứ, hiểu không? Phim cổ trang á. Còn phim Việt Nam mình bây giờ cũng làm theo tá lã âm binh, thấy chưa? Mà bây giờ còn nhỏ nhỏ coi cái là bị ảnh hưởng cái tâm liền, đúng quý vị? Phải là tivi dạy cái gì? Sát đạo dâm dục. Rồi nó đưa bao nhiêu hình ảnh tầm bậy tầm bạ lên đó, nên con người ta bị dính hết trơn. Nên con cháu mà đi đến chùa mà nghe giáo dục nó hay,
Nhiều đứa nhỏ nhỏ đi, nó tự nhiên nhận thức liền. Ngu gì? Ngu gì mình đi làm vậy để cho bản thân mình nó hư hoại bản thân. Tự nhiên là sự nghiệp cuộc đời bị mất sạch luôn. Bạn bè tránh xa luôn, duyên phước mất sạch luôn. Người mang tội thủ dâm tự nhiên duyên phước mất sạch hết luôn. Rồi tự nhiên người hôi hám xấu xí, già dữ lắm. Mới mười mấy hai mươi tuổi là già chát luôn vậy đó. À, những đứa gặp cái chú đó, chú rõ ràng luôn, ở bên chùa bên kia. Vô chùa đúng một năm chờ, ông bỏ được luôn. Và bây giờ theo mấy chú làm công quả khỏe mạnh lại. Đến gặp những đứa nói đúng là cái tội này đáng sợ thiệt. Nhưng nếu không có một hoàn cảnh thì không thể nào bỏ được thầy ơi. Tại thường là ở nhà buồn quá, nhất là ở phòng riêng buồn quá, coi phim. Rồi tự nhiên tâm sinh lý phát triển, rồi tự nhiên làm tầm bậy với mình. Rồi bị ở trong mạng nó dạy, dạy xong làm thử xong dính luôn. Rồi tự nhiên một mình không bỏ được. Mà cả con gái cũng vậy luôn nữa. Quý vị coi kinh khủng không? Nó dạy luôn, nó dạy hết trơn mấy chuyện đó đó. Nên từ nơi đó con em của mình bị hư hỏng là gì? Quý vị biết cái điện thoại quá nhiều thứ trong đó. Nên bây giờ đa phần có người bị ghiền điện thoại. Những đức nói rằng quý vị mà dành thời gian mà niệm câu Phật hiệu này, cầm chiếc máy bấm số này bấm thì ngon quá. Nên những đức nói thờ cuộc phát triển này, chiếc máy bấm số này để đối lập cùng điện thoại. Nhưng mà có khi quý vị không chịu bấm thì chịu thua thôi. Nếu như quý vị bấm cái chiếc máy niệm Phật này, A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật quý vị bấm một cái, thì quý vị làm sao bị bấm điện thoại nữa. Nên chiếc máy bấm số này hay lắm nè, rất là hay luôn. Nó ai mà chưa có đi xuống vòng máy á, nó đặt một cái rồi bấm. Niệm câu Phật hiệu bấm một cái. Cái bữa lễ viếng Văn Âm Bồ Tát á, thì tặng mọi người cái máy niệm Phật có máy bấm số chân á. Nó thì chỉ cho thì làm đi. Niệm câu ai Phật bấm số đỡ tối đa cầm điện thoại. Những người trẻ, trời ơi, cha mẹ mình nuôi mình cực, nấu cơm cho mình ăn cực. Bây giờ mình đi cầm điện thoại mình bấm hoài chứ. Mình bấm số niệm Phật mà nội hướng cho cha mẹ mình công đức còn tốt hơn. Rồi mình niệm Phật giết tâm mình nghĩ thiện pháp, con người nó thiện tâm luôn. Tự nhiên nó thành cái tướng thiện luôn vậy đó, thấy không? Còn cầm điện thoại bấm giết sơ sát chứ con người khù khờ. Bấm điện thoại nhìn điện thoại giết khù khờ. Cái miệng mình tối ngày không nói chuyện cùng ai, giết mở miệng ra ầm ầm, không nói chuyện được, thấy chưa? Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng khi con em mình mà cái thời điểm học online nhiều nhất là nguy hiểm nhất. Cái thời điểm học online thì bắt buộc phải mua điện thoại. Cuối cùng mua điện thoại là tạo điều kiện cho con em hư. Trời ơi, hư là ngay chiếc điện thoại đó, đừng có nói chuyện đùa. Đứa con nít nhỏ xíu mà nó cũng cầm điện thoại. Cha mẹ nghĩ rằng đưa cho nó chiếc điện thoại để mình lo làm việc cho dễ. Cuối cùng thì mình làm việc được chút mà con mình bị ghiền điện thoại. Trời ơi, cái quả tai này còn kinh khủng hơn nữa quý vị ô. Đó, nên từ nơi đó mà quá đáng sợ. Nên những điều này là mình chia sẻ ra nè, để cho nhiều người chúng ta làm sai có cơ hội quay đầu. Gặp ngôi chùa mình dễ quay đầu lắm á. Nó bây giờ nếu ví dụ như ai mà mang nghiệp thủ dâm còn trẻ này kia, vô chùa mình cộng tu đi. Vô chùa mình cộng tu đi, giết rồi nó nghe, giết rồi nó đỡ. Chứ đi làm công quả, đi làm việc giết nó quên. Còn rảnh gõi trong phòng giết là làm hoài. Nó làm hoài luôn vậy. Trời, có nhiều phụ nữ mà người ta dính vào đó rồi có chồng cũng không hạnh phúc. Nó kỳ cục như vậy rồi. Nên từ nơi đó thôi, bây giờ mà ai mà dính rồi đi vô chùa mình cộng tu. Có nghĩa là ngưng làm việc liền, vô đây cộng tu để giải quyết vấn đề nè. Là tự nhiên nó bỏ cái bệnh đó liền, làm công quả, bắt vác đá, vác cây. Qua ngôi chùa mới bởi nó lầu 4 bắt chạy lên chạy xuống ngày mấy vòng. Còn sức ở đâu mà nghĩ cái tầm bậy nữa, hiểu không? Nó bây giờ chùa bên kia là nhà 4 tầng cũng có cách. Mấy chú mà trẻ trẻ rồi mà vô chùa tu á, ông nào mà tâm trạng mà lộn xộn bắt á, cứ lao nhà từ lầu 4 xuống lầu 1, cứ lao lên lao xuống. Ngày lao chừng 3 quận là còn sức đâu mà nghĩ tầm bậy nữa. Vì thấy rõ ràng không? 4 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm và phải là tâm trống rỗng không? Nó mệt. Mệt quá đâu còn nghĩ cái gì tầm bậy được chứ. Với bỏ câu Phật hiệu vào tâm nó nhiều quá, câu Quan Âm Bồ Tát Từ Bi vào tâm nó giải. Bởi vì tại sao mà nó an lạc? Vì cái tâm từ bi nó xâm nhập vào tâm mình nhiều quá nên nó phát ra lại. Giống như một cái ly nước sạch đổ vào thì nó ra là nước sạch, ta hiểu chưa? Thì từ nó đó bây giờ cái tâm từ bi bỏ danh hiệu Quan Âm vô thì nó tràn ra danh hiệu Quan Âm. Nó rồi thêm mà dùng sức lại trong 4 ngày. Mà sức lại trong 4 ngày quý vị thử đi, cái người tâm dâm dục cỡ nào chăng nữa. Nhưng mà 4 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm coi nó nghĩ nổi mới sợ. Nghĩ không nổi, thấy chưa? Thì rõ ràng là môn niệm Phật lễ Phật là môn cực kỳ hay để mà gọi là giảm đi cái tâm mà nghĩ dục vọng.
Nên những cái người mà lỡ mang cái tội thủ dâm á, vô đây lễ Phật, niệm Phật, lễ Phật, rồi những đức bắt từ lầu 1 đến lầu 4 chạy lên chạy xuống, lau nhà. Rồi lau nhà, lấy sức khỏe lau nhà cho mấy bà già phải sạch sẽ, thấy chưa? Có cách hết. Trong vòng nửa năm sau là bỏ cái bệnh này liền, sức khỏe hồi phục, năng lực phát triển liền vậy đó, da mặt đẹp lại hoàn toàn luôn, người phước duyên đầy đủ liền. Rồi nghe này mê luôn á, giỡn đâu, nghe mê luôn à. Nên nó nghe bây giờ chùa mới người ta nấu ăn rồi đó, người ta phát triển rồi đó nghe. Cái nhà lầu mới, chùa mới nay xong một dãy rồi đó, dãy 4 tầng rồi đó. Bắt đầu là kêu mấy thầy bên bữa nay ginh giường đồ lên sắp xếp rồi đó. Nó những bà nào mà chồng bỏ chồng chê mà thấy cái tình hình mà thấy ổn mà đi vô chùa được thì vô đó đi. Rồi ai mà muốn gì tu là đây là cơ hội nè. Trong lúc này là lúc mà cơ hội phát triển ở lính tiên phong nè. Cái ngôi chùa mới đó là ở khoảng 1.000 người đó. 1.000 người đó quý vị biết á. Từ nơi đó đây là tiên phong để mà đến đó để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời nè. Khi mấy chục năm cuộc đời mình không làm được gì rồi, mà bây giờ mà chồng bỏ chồng chê rồi thì cơ hội đến chùa luôn, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, nấu ăn, phục vụ đại chúng, làm này làm kia, để mà sống những ngày tháng còn lại của mình, đúng là làm việc ý nghĩa. Còn bà nào có chồng thì cứ sống bình thường chứ đừng có bỏ chồng nghe. Từ khi nó bỏ mình á, biết không? Từ khi nó bỏ mình thì phải chịu thôi, hiểu không? Nên quý vị biết rằng đó là cơ hội đó. Nên bây giờ bên đây thì đầy hết rồi, ta đến cộng tu xong đi về thôi. Còn muốn tu luôn là chùa mở, một hoàn cảnh đặc biệt luôn, rộng rãi, mát mẻ. Ở trong thời điểm là trong thời điểm cần nhất để mà cùng chung tay để phát triển ngôi chùa đó đó. Nên bên đó rộng rãi, ngon lành luôn. Ngày nào bây giờ Như Đức cũng qua chùa mới, chứ chỉ trừ chủ nhật không qua thôi. Còn ngày nào Như Đức cũng ở bên đó chứ. Nói quý vị coi, người già tương lai là có điểm ở tuyệt vời. Thế coi người già bây giờ già cả rồi, lo cho con cái xong hết trơn, bây giờ nương tựa ngôi tam bảo, nơi chốn bình yên. Như Đức nói rằng cái nơi nuôi dưỡng lão của chùa mình á, phải nói rằng là điểm nuôi dưỡng lão về tâm linh, kèm thêm chữ tâm linh vào cái diện dưỡng lão của chùa mình. Nuôi người già, nuôi người để phát triển tâm linh, hướng về Tây Phương Cực Lạc, đặc biệt lắm. Nên từ nơi đó mà những người già đến đó là ở đặc biệt. Tuy nói là nhà 4 tầng nhưng đi thang máy không à. Có nhiều bà già nói: trời ơi, biết bấm thang máy đâu mà bấm. Yên tâm đi, có người bấm giùm cho, sợ gì. Người ta đặt trách có người ngồi đó bấm lên bấm xuống chơi vậy đó. Hiểu không? Có thang bộ kế bên, em muốn đi thang gì đó đi. Nên thang máy kế bên thang bộ nữa, thấy không? Nên quý vị coi chùa mà đặt thang máy đâu không là cũng là cái điều cũng là đặc biệt lắm rồi đó. Thấy không? Rồi thêm nữa, nhà 4 tầng mà bây giờ không thang máy, sao mấy bà già đi lên đây? Đó, nên có nhiều người người ta nghe những Đức nói, bây giờ cái chùa xây nhà dài mà cao vậy, bây giờ nếu mà thang bộ mấy bà già đi làm sao đây? Tội nghiệp các cụ già, hiểu không? Nên bị hởm á, mà hòa thượng lo xây dựng quá, ông nói thôi thang máy sau này tính, ông cố gắng kêu mấy bà già đi bộ lên từ từ. Nhưng Đức nói khó nhận người, tại vì già mà khó lắm. Cuối cùng Nhân Đức nói thôi hòa thượng ơi, để cái mảng này con thầu chứ. Nên 6 cái thang máy để con thầu chứ. 2 dãy nhà gần gọi đây thì 1 nhà 1 thang, nhưng mà 2 dãy nhà kia là 2 thang, 1 nhà 2 thang, nó dài quá, nó bự quá. Nên từ nơi đó để con thầu chứ. Tại vì mấy bà già mà bây giờ hòa thượng mà nhà 4 tầng mà hòa thượng không bắt thang máy, bây giờ thì khó nhận dữ lắm. Có thang máy thì cứ cụ bước vô bấm cái chạy lên lóc nhà. Nó bấm cái chạy lên sân thượng trên. Nó chạy chạy xong rồi chứ không ra đây lóc nhà kỳ cục cái thật. Thấy không? Nên từ nơi đó yên tâm đi, nghe không? Có sẵn hết. Mình á, mình nuôi người già, mình phải nghĩ làm sao cho người già được tiện lợi, không? Tiện lợi. Rồi á, mỗi phòng thì có nhà vệ sinh chứ, ở trong luôn. Thấy phòng rộng rãi lắm. Mà bên đó thì nó thoáng mát, thoáng mát dữ lắm. Ở bên chỗ đó tại vì mảnh đất nó 20 mẫu đất, nó rộng mà nó mát gì đâu. Nên người già tương lai là được ở ngon lành luôn, không cần lo nghĩ tiền bạc vật chất gì hết chứ. Nó không cần lo nghĩ tiền bạc vật chất gì hết. Sau này chùa của mình á, những Đức sẽ
làm đồ chay mà có đặc trách cho một số người làm đồ chay, mà đồ chay sạch luôn, đồ chay ngon luôn, không ăn đồ Âu Lạc nữa. Ừ, riêng chùa mình nghe, tôi nói đây thôi nghe, không đụng ai hết á. Nè, tại vì ăn chay sạch sức khỏe tốt, hiểu không? Nè, bây giờ những đức đang chỉ cho một số người để người ta mở một cái cửa hàng làm đồ chay sạch, chiên bỏ cho chùa mình luôn. Nó mà cô này cô làm đồ chay, cô làm nhiều món ngon, làm đồ sạch hoàn toàn luôn. Tại cô tu nữa nên cô làm rồi xong từ bên đó bỏ lại chùa mình thì cũng như lấy người ta, nhưng mà lại hoàn toàn sạch hết, hoàn toàn. Rồi sau này khi xong rồi quý vị có những người ăn chay mình mua, mua chỗ đó cũng được. Nó có nghĩa là những đức chỉ người ta vậy để mình chùa mình quy về một điểm luôn, một điểm làm đồ chay luôn, mà người ta bên ngoài không dính dáng gì tới những đức hết trơn. Những đức chỉ điểm người ta làm. Tại bây giờ đồ chay mình lấy tùm lum, không biết nguồn gốc, hiểu chưa? Không biết nguồn gốc. Nên từ đó bây giờ mình biết nguồn gốc, mình nắm rõ ràng một tiêu chuẩn luôn. Đó, ăn chay sạch sẽ. Họ nhờ những đức nêu lên giùm cái bảng hiệu của cái cửa hàng chay. Những đức nói rằng là thực phẩm chay Hòa Bình. Vì sao? Vì sao Hòa Bình? Ấn Tổ nói muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay, đúng không? Hòa bình, hòa là hòa, hòa thuận với tất cả nhân loại cùng sống. Mà nhân loại hòa thuận thì tức khắc tâm bình khí hòa liền, sức khỏe tốt liền, đúng không? Nên thực phẩm chay Hòa Bình. Rồi để thêm địa chỉ bên dưới số điện thoại, cuối cùng ở dưới là xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cái bảng để vậy đó, làm đi. Quý vị biết rằng là bây giờ mình chỉ điểm cho người ta, người ta làm, người ta làm đồ chay đàng hoàng sạch sẽ, người ta để lại cho chùa mình, hiểu không? Mà có khi người ta để lại cho chùa mình mà có khi người ta còn cúng dường. Hiểu không? Có tình có nghĩa mà. Đó, mà tự nhiên quen biết không mà dễ, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là phải ăn chay cho sạch sẽ đi. Chứ bây giờ chúng ta không biết nguồn gốc. Có nhiều người nói bây giờ con ăn chay con còn ăn trứng được không thầy? Mà trứng mà không có chốc. Những đức nói trứng có chốc. Vậy thì cái trứng này ở đâu ra? Nó gà nó đẻ nhưng mà nó không có chốc thầy ô. Nên thì nó cũng đẻ. Mấy bà đẻ cực không? Nó khổ cực chứ cực. Bà đẻ cực. Bà đẻ cực thì con gà nó đẻ cũng cực. Cái cực của con gà đẻ mà bà không ăn, hiểu chưa? Chống không chống gì? Giống như tại sao mình không ăn mặt ong? Vì con ong nó đi tìm từng miếng mặt từ hoa, nó hút từng chút về mà nó tích tụ thành một ổ. Nên quý vị biết rằng người mà đi bắt mặt ong á, đi lấy ổ ong mặt á nghe, là người này ăn trộm cao cấp, ăn trộm của nhiều con đi lấy về. Quý vị biết cái ổ ong biết bao nhiêu con không? Vậy mà họ lấy mặt ong, họ dắt mặt ông, họ đuổi ông đi, mà người ta lấy từng chút về, người ta làm thành một cái tổ ong. Để đây là tổ ong là của người ta, cái này là của người ta thiệt đó nghe. Người ta đi lấy từng chút về, người ta thành một tích tụ một cái ổ ong. Vậy mà mình lỡ mình đốt khói là mình đuổi ông đi để mình lấy mặt. Hay không? Nếu mà mình mà dùng mặt ong này thì chúng ta là cùng chung tay với người đi ăn cắp mặt ong. Nên chúng ta không dùng mặt ong luôn. Thờ của Ngài Vệ Viễn khi còn tại thế, khi Ngài yếu bệnh đau, Ngài sắp sửa giảng sanh, đưa mặt ong cho Ngài dùng, Ngài nói không dùng. Ngài không dùng mặt ong. Đưa thuốc rượu cho Ngài uống, Ngài không uống luôn. Ngài kêu trong giới kinh coi có hay không, thấy không? Thì Ngài vừa nói xong rồi Ngài giảng sanh mất tiêu. Nên từ nơi đó tại sao mà chùa mình riêng mặt ong cũng không dùng. Rồi là trứng không dùng. Rồi ngũ tăng không dùng. Đây là rõ ràng 100% là không dùng. Nên mong quý vị đừng nên đem mặt ong cúng vô chùa mình. Thấy không? Quý vị dùng để nhà dùng đi. Tôi sợ ăn trộm. Rồi sau này cuối cùng tôi trả cho ông tùm lum tùm la. Ghê lắm. Nên chúng ta biết học khóa rồi. Bây giờ hẹn với ai mình cũng không dám trễ giờ. Bây giờ mình nói với người ta, ví dụ như hẹn bàn hợp đồng làm ăn gì đi. Mình nói anh chị bây giờ đường xá kẹt xe, có khi vô chừng vô đổi. Bây giờ lỡ tôi thì tôi hẹn giờ vậy, mà lỡ tôi đến trễ anh chị thông cảm giùm tôi nghe. Mình nói câu đó là mình khôn á, mình không có thiếu nợ thời gian.
Cô đi mình nói 12 giờ chắc chắn không? Ok 12 giờ. Mình nói ok ngon lành lắm đúng không? 12 giờ rưỡi mình đến, mình thiếu nợ nửa tiếng. Nếu mà nhiều lần như vậy thì nợ mình trả cho người ta nửa tiếng quá trời luôn. Bây giờ quý vị chờ đợi người ta, quý vị cảm giác làm sao? Chờ đợi người ta cảm giác làm sao? Quý vị mà hẹn giờ mà chờ đợi người ta, quý vị cảm giác làm sao? Nó không? Nó từ nơi đó mà chờ đợi người ta là mình á, nhớ là mình đã từng thiếu nợ thời gian đó nghe. Bác Hồ ngày xưa, ngài là lãnh tụ một đất nước. Vậy mà khi một cái buổi họp của ngài, mà lúc đó là đê điều bị bể đi, nước chảy ầm ầm, xe chạy không được. Vậy mà Bác Hồ xuống xe đi đường tắt. Rồi em đi đường tắt, mọi người đều nói rằng đê điều bị diện gì, nước nôi mưa gió. Vậy thì Bác Hồ đến trễ là chắc chắn buổi họp trong lúc đó 500 người. Thì cuối cùng Bác Hồ đến đúng thời gian, ai cũng kinh ngạc vô cùng thấy bác xuất hiện. Thì mọi người đều nói tại sao mà bác cần gì gấp như vậy. Bác Hồ nói đây là 500 người, nếu như tu trễ 5 phút thì từ 5 phút này mà tính lên 500 người thì bao nhiêu phút. Đặc biệt không? Quá hay á. Chắc chắn là Bác Hồ là người đã từng coi qua kinh giáo đầy đủ hết, từ Nho Thích Đạo ngày học qua hết. Tại vì Bác Hồ đi là giống như ngày xưa Khổng Lão Phu Tử chu du liệt quốc á, để mà rút nhặt những tinh hoa hay á quý vị, hiểu biết hết. Nên từ đó mà Bác Hồ cũng có cái tấm hình mà khi ngài làm việc mà ngài có thể hiện cái tướng người xuất gia nhá. Đó, nên từ nơi đó ngài hiểu về kinh giáo chứ. Thì quý vị biết rằng là một hành động đó nên học. Nên chúng ta khi hẹn với ai phải nói thồng câu. Vì thời gian bây giờ xe cộ kẹt xe, hoặc là có những việc anh chị thông cảm lỡ tôi đến trễ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình, sẽ sắp xếp thời gian làm sao cho đến đúng giờ. Nhưng lỡ gặp những trường hợp mà tôi đến trễ, mình nói một câu này lỡ mình đến trễ, mình sẽ không thiếu nợ thời gian. Không thiếu nợ là ghê lắm, nguy hiểm lắm. Đừng có nói mà không trả, sớm muộn cũng trả. Quý vị biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ngài đã thành Phật rồi, mà khi vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca, mà Đức Phật còn phải bị nhức đầu 3 lần. Ngài thì được thành Phật, nhưng ngài đang ở cõi Ta Bà mà. Phật ở cõi Ta Bà còn mang thân của tứ đại, hiểu không quý vị? Thì trong cái kiếp của nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo cái nhân gì thì phải trả cái nhân đấy. Đức Phật đã từng ăn lúa ngựa mà, thành Phật rồi phải trả đó, cho quý vị biết đó. Rồi Đức Phật bị nhức đầu lý do gì? Vì sao dòng họ Thích Ca bị giết, bị vua Tỳ Lưu Ly sát hại? Nó có nguyên lý. Vua Tỳ Lưu Ly này, nguyên một cái đoàn quân vua Tỳ Lưu Ly là một cái đàn cá trong hồ. Vậy mà dòng họ Thích Ca vớt đàn cá này lên bắt ăn thịt, bắt cá đem lên bờ. Lúc đó thì cái đời kiếp đó, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni là một người còn nhỏ thôi, thì thấy cá như cầm cái cây gõ vô đầu con cá 3 cá. Còn mấy người kia thì ăn thịt cá, còn ngài cầm cây gõ lên đầu con cá 3 cái. Như vậy đó thì báo thù, thì đi giết tất cả những dòng họ Thích Ca là do cái sự báo thù đó. Trong loài cá nó có 2 con cá chúa nó phát nguyện, nhất định nó phải báo thù. Thì cái nguyện đó nó phát lên thì đến đủ duyên nó báo thù. Đức Phật đã thành Phật rồi mà gõ lên đầu con cá trong vô lượng kiếp đó 3 cái vô đầu. Vậy mà khi vua Tỳ Lưu Ly kéo quân qua sát hại dòng họ Thích Ca, thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài vẫn chịu nhức đầu 3 lần thị hiện. Chúng ta thấy đúng không? Đáng sợ chưa? Đó. Rồi quý vị coi Tôn giả Mục Kiền Liên là thằng phong đệ nhất, ai mà có thể hơn Tôn giả Mục Kiền Liên? Như vậy mà ngoại đạo đến sát hại thì ngài quán cơ đây là nợ nần phải trả. Ngài để cho ngoại đạo chặt chém ngài thoải mái luôn để tránh nợ. Rồi có những vị chứng quả A-la-hán rồi mà ôm bình bát không. Quý vị coi, tại vì sao? Đã là chứng quả A-la-hán thì phước huệ đầy đủ rồi, mà vì sao bậc A-la-hán này ôm bình bát không? Vì sao? Vì ngài đã có một cái nhân duyên tốt nghiệp là tu huệ không tu phước. Bây giờ tuy chứng quả A-la-hán phước huệ đã đầy đủ, nhưng mà cái quả báo của thân tứ đại phải trả. Dù là chứng quả rồi nhưng vẫn còn mang thân tứ đại, nên phải phù hợp với nhân sinh, nên ngài phải trả nợ là ngài đã từng không bố thí cho người ta. Nên bây giờ chứng quả A-la-hán nhưng mà ôm bình bát không. Quý vị thấy đáng sợ chưa? Nên Phật mới dạy mình là tu phước huệ sống tú. Nếu như bây giờ phàm phu như mình mà không ai cho ăn ta bắt A-la-hán ta đi nhập niết bàn.
không? Không ai cho ăn thì thôi nhập niết bàn luôn, còn mình la làng đi cắn người ta, hiểu chưa? Nói quý vị biết trong cái thời ngày hư văn mà người ta đói đến mức mà vừa chết xuống cái là mặn thịt người ta ăn liền. Còn người nào ngáp ngáo yếu yếu là người ta mặn thịt liền tại chỗ ta ăn. Cái thời ngày hư văn mà giặc giả mà đói mà người ta ăn thịt nhau đó, thấy ghê chưa? Bậc A-la-hán ta đâu có ăn thịt, người ta không có đồ ăn, người ta quán cơ biết rồi đây là nghiệp duyên của tôi, thôi đủ rồi, trả xong rồi, đủ rồi, các ngài nhập niết bàn liền. Bậc A-la-hán đâu có cần ăn đâu, mà tại vì thị hiện vậy thôi, theo cái quả báo mà phải trả vậy đó quý vị, hiểu chưa? Nên cái nhân quả nó kinh lắm, chúng ta đừng có nói chuyện đùa, nghe chưa? Nó đi ra đường đâu gặp ai á, gặp người ta một cái thì chờ xem đời kiếp nào gặp nhau y gan vậy luôn đó. Nó quý vị đi đến nhà hỏi vị nói cô tôi đi lỡ đường cho tôi một ly nước. Ly sáng giờ chưa bán gì, đúng rồi, bây giờ ly nước cả con. Nó chậu cái thứ gì mà xin ly nước mà làm thấy ghê, mình ly tao quýnh mày luôn bây giờ ghê. Thì trong đời kiếp nào mình cũng từng đối xử Iran vậy, bây giờ nó đối xử là vậy đó. Nó còn tự nhiên bây giờ mình vừa gặp người ta cái người ta gặp mình, ta vừa gặp cái người ta kêu anh mà anh uống nước nha. Mình nói trời gì đâu mà dễ thương vậy, tự nhiên gặp cái mà nước liền cái chợ đâu mà nay sao hên quá, tự nhiên sao gặp em đẹp ghê mà vừa gặp mà nước liền. Thì mình đã từng làm điều này với người ta rồi, thì bây giờ người ta vừa gặp mình là cái ấn tượng vô cái duyên này, nó cái nợ này nó kết nhau liền vậy đó. Là vừa gặp một cái là bắt đầu là như thế nào là mở nước liền vui vẻ. Nên những đức nói đây hồi nãy là quý vị niệm Phật là giảng sanh, còn bây giờ là nhân quả cho quý vị nghe nè. Thấy không? Nghe như vậy rồi thì bây giờ dám kênh không? Dám kênh không? Không ai dám kênh nữa chân á. Nó thật sự mà nói tốt nhất luôn á, gặp nhau ai với đạo Phật cái miệng cứ để đời đời kiếp kiếp gặp nhau là ai với đạo Phật là miếm miếm liền à. Còn quý vị nghe, nhớ nghe niệm Phật mà ví dụ như vô nhà ăn nha, vô nhà ăn ăn cơm đúng không nói chuyện, không nói chuyện, nhưng mà tự nhiên cái người ngồi kế bên người ta mới đến vô lần đầu tiên, ta mới đến lần đầu tiên, như Đức nhắc chúng mình chứ ngày chủ nhật thì xí xót thông cảm đông người quá, cho người ta nói chuyện vài câu cho người ta vui, phải không? Nên từ nơi đó như ngày bình thường chùa mình ăn cơm không nói chuyện, nhưng như Đức đã từng gặp những người thường trụ trong chùa mình, hành động của họ nó đến nhau nó vì nhân quả không phù hợp á. Ví dụ như cái người kia tự nhiên ta hỏi chú ở đây nuôi bao nhiêu người, họ đang ăn cơm đâu nói chuyện đâu, hỏi chú ở đây nuôi bao nhiêu người, ở chùa ngày tu mấy thờ, cái họ ăn cơm mà cứ cầm chiếc cơm làm nè. Chú ơi ở đây nuôi nhiêu người? cái ông kia ông mới đến chùa ông thấy cái tình cảnh đó, ông nói trong bụng ông không dám nói ra, mà trong bụng nói nè, dùng cái thứ chắc nó câm. Hỏi hai ba tiếng rồi nó ăn thứ gì mà tu hành mà nó ham ăn hút uống gì đâu, hỏi nãy giờ không trả lời tiếng nào, nghe không? Đây là hành động sai. Ai sai? Người tu đó sai, mà cái sai của hiện đời nhưng quả báo của nhiều đời, hiểu chưa? Nhân tạo nhiều đời giờ mới gặp vậy đó. Đúng ra là dù là ăn cơm không nói chuyện nhưng người ta hỏi mình làm ta không hiểu thì mình sao? Mình là người tu trong chùa mình sao? Chút đi, chút nói chuyện. Mình nói câu vui vui, chút đi nói chuyện. Ở đây ăn cơm không có nói chuyện. Ông thầy ông nhìn nãy giờ kìa trời. Chút đi ra tôi nói với anh nghe nghe không? Rồi là người ta hiểu rồi đúng không? Tự nhiên người ta hỏi gì cái mặt. Trong bụng cái người mới tu kia nói, dù cái thứ gì đâu mà nó tu hành mà nó ham ăn bố gì đâu. Hỏi mấy câu mà không trả lời câu nào, thấy mắc cỡ, thấy quê vậy đó nghe. Thứ gì đâu anh, đứng là tôi đi liền. Rồi đi mất tiêu rồi, đi mất tiêu là kết nghiệp lực liền. Nhiều đời nhiều kiếp nó gặp nhau là nó đối xử nhau Iran vậy luôn quý vị. Trời ơi, ví dụ như bây giờ trong chùa nói là thầy chưa ăn là thường người thường trụ trong chùa không được ăn trước, hiểu chưa? Nhưng mà tự nhiên cái người này nó đói bụng quá, nó lại xin gói mì, xin cơm, chưa có cơm đúng không? Nấu gói mì cho nó ăn. Tại trong giới kinh nó vẫn còn khai giới. Người ta đói quá, vị nói không, thầy chưa ăn. Chậu là chậu tôi đói muốn chết luôn, chừng đào thầy mới ăn, nói 10 giờ rưỡi không ăn. Nó chậu là tôi chết á. Tôi qua giờ chưa ăn cơm đó, bây giờ 7 giờ tôi đói lắm mà thêm mấy tiếng hồ tôi vô không nổi. Không, quy tắc. Thầy chưa ăn không được ăn, ăn trước tội chết. Nói chậu, tôi chết mới tội đó. Tôi chết mới tội đó, trời ơi. Học báo gì không từ bi chúng đạo cho cái chậu.
ta đói bụng mà giờ này ta xin cơm 1 triệu cho ăn, cho tôi gói mì. Không thầy chưa ăn. Thấy chưa, cái người này là chết cứng trong giáo pháp của Phật, không có trí tuệ, hiểu chưa? Thật sự mà nói tôi chưa đọc qua cái vụ này, nhưng mà nói về tình lý tôi cũng nói được nữa. Tình lý nó phải khai duyên chứ. Người ta đói quá, thầy chưa ăn là chuyện của thầy, nhưng nó đói quá cho nó chén cơm đại đi, cho nó ăn nó no đi, rồi chút thầy ăn nó ăn nữa. Đúng không? Bây giờ không cho nó ăn nó đói nó chết làm sao? Nó mà chết trong chùa là có tội đó. Nào, trước nhất là công an đến bắt mình, để cho người ta đói chết, hiểu chưa? Mấy vị nói thầy chưa ăn tôi chưa cho ăn. Thầy nào? Đức, tao bắt thằng Đức luôn. Cho mày biết tại mày mà bây giờ để thằng nó đói nó chết, đúng không? Mày dạy đệ tử kiểu này hả Đức, tao bắt mày bỏ tù mày luôn. Đây là hoàng ức vô cùng, thấy chưa? Nó nên chúng sanh tiếp nhận Phật pháp không hiểu, nên ba đời chư Phật bị hàm oan. Thật sự mà nói luôn á, giáo pháp của Phật có tình có lý vô cùng, mình học thì không có tình lý. Tại sao cái người mà đọc sách xưa mà làm khó khăn à, cứ cho mình là tiêu chuẩn cao tầm 7. Mình mà tiêu chuẩn cao gì, đọc bao nhiêu thì đọc kệ quý vị chứ. Vì đừng có tiêu chuẩn cao gì chứ, thì vì đâu có khó. Người xưa người ta học đạo đến mức mà thông hiểu thì người ta trở thành trẻ em luôn, trở thành lão ngoan đồng luôn, vui vẻ. Còn mình đọc được số sách là mình khó à. Vì coi vì gia đình dòng họ chúng ta có những ông bà già khó khăn không? Đọc được số sách vở, coi được số kinh giáo tự nhiên khó. Còn ơi cái gì? Khó dữ lắm mà con cháu nó chạy mắt dép. Học đạo mà người ta gặp mình, người ta chạy là bị thua rồi đó. Mình học đạo làm sao mà người ta sáp sáp đến mình á? Sáp sáp. Hiểu chưa? Hiểu không? Ở già trẻ bé lớn vô gặp sáp sáp lại là thành công. Hiểu chưa? Thành công rồi đó. Còn vì học Phật mà ta tránh xa vì là thua. Xa là thua rồi. Trời ơi, nếu mà giáo pháp Đức Thế Tôn mà vậy thì chắc chắn rằng là không có độ được chúng sanh. Nói mà Đức Phật mà đi một đoạn đường khắc thực thôi, đi một đoạn khắc thực thôi là Đức Phật đã độ bao nhiêu con người khi nhìn tướng của Phật rồi. Đúng không? Nhìn cái từ bi gần gũi. Đức Phật thấy cái người ta, một bà già sổ kim, Đức Phật thấy bà già sổ kim, Đức Phật thấy mắt mờ quá, bà già sổ kim tội nghiệp quá. Đức Phật đi khắc thực đi ngang, Đức Phật ngồi xuống, bà cụ để con sổ kim cho. Đức Phật thấy Tự Tát Đạt Đa thành Phật tuổi còn trẻ, hiểu chưa? Bà già sổ kim, Đức Phật là Phật là chuyện của Phật, nhưng bà già là bà già. Đức Phật phải có một cái sự giao tiếp đối với một con người chưa tiếp nhận được Phật pháp. Thì mình tuổi trẻ, mình cụ ơi để con sổ kim cho cụ, thấy không? Cái tình lý rõ ràng luôn. Bà cụ hiểu rồi, ô Phật hả, con cung kính Phật, đúng không? Còn khi Phật thì đến với chúng sanh là cung kính chúng sanh. Phật mà không cung kính chúng sanh thì sao chúng sanh cung kính Phật? Cái nguyên lý học Phật là để cung kính chúng sanh, rồi chúng sanh mới cung kính người có đạo đức, hiểu chưa quý vị? Còn khi người ta chưa hiểu thì mà mình đi đặt vấn đề thì không có được. Đặt vấn đề mới được. Thí dụ như giờ đứa con nó không hỏi han ai, nó gặp thầy nó không hỏi, mình quýnh chát chát dùng cái thứ mày mắc dạy, mày hỏi thầy chưa? Nó thôi bảo là bà bắt nó hỏi tôi, bà quýnh nó te tôi, mai mốt nó tưởng tôi là ác bá, à, biết không? Trời, nó không hỏi tôi, đừng có bắt buộc nó, để nó thấy rằng ông thầy này là dễ tính với nó. Về sau nó hỏi, còn bây giờ nó chưa hỏi là do gì? Nhiều đời nhiều kiếp tôi không hỏi nó, nhiều đời nhiều kiếp tôi gặp nó tôi không hỏi, bây giờ nó không hỏi tôi, chuyện này quế. Hiểu chưa? Đó, cái nhân cái quả nó sâu sắc dữ lắm. Chứ đừng có quýnh nó nghe. Nó gọi giờ bắt cái bài pháp như Đức lên, có nhiều đứa con nó không nghe, nó không nghe. Mày phải nghe, thầy giảng hay dữ lắm, mày nghe cho tao, mày không nghe tao quýnh mày chết. Tao nghe là ít biết bao nhiêu mà nói mà mày không nghe, mày muốn chết hả? Thì bắt đầu là cái con mình nó nói thôi, ông thầy này nè, bà mẹ tôi bà mê ông thầy này lắm. Cái gì mà nghe tới ông Đức là bảo mê dữ lắm, cái bà này không có được. Bắt đầu là nó ghét sẵn rồi, nó nói với ba nó, ba xem lại mẹ, con thấy mẹ hơi kỳ kỳ. Từ khi mà mẹ biết thầy Đức tới bây giờ là con thấy cái gì cũng thầy Đức không. Ba biết rằng ba đeo cái máy niệm Phật mà ba để trong người, ba đeo niệm suốt. Có bao giờ mà ba để cái tiếng của ba ở trong người ba đâu. Nhưng mà tiếng thầy Đức ba để trong người ba suốt. Ba xem lại, gặp chồng chưa tu. Chồng chưa biết tu gì. Nói ê. Tao hỏi mày nè, bây giờ tao đang bực bội,
tao là chồng, tao là chồng mày, hay thằng Đức chồng mày à, rồi tao lo trong gia đình này hay thằng Đức lo à, thằng Đức nó ở đâu, thầy Đức nó lo cái gì mà mày cái gì mày cũng thầy Đức là sao? Từ hôm nay mà tao mà thấy cái tình cảnh này là mày chết với tao. Tao thấy nói ra nói vô, tao thấy tao bực bội lắm rồi đó. Tao bực bội lắm rồi đó cho mày biết. Không mà chờ sớm nó chưa học một pháp nó cũng ghét nữa. Ghét luôn. Nó cũng chăm chích thằng chồng. Thì mình tu á là mình phải gặp cái người mà không tu. Người không tu nó chăm chích cái người trong nhà gia đình mình không tu. Để nó chọn mình. Thì quan gia nó tìm cái chỗ nào hở. Thì nó mới chen vào. Hiểu chưa? Thì ai cũng tu nó chen đầu nào. Thì gia đình có người không tu nó chen vào cái chỗ cái người không tu. Để nó khảo đảo mình, nó thử thách mình. Hiểu không chưa? Nghĩa là quý vị nghe những đức nhưng vẫn bị chọn, vẫn bị nói này nói kia, vẫn bị chồng không vừa lòng vừa ý luôn. Gặp những trường hợp vậy luôn đó, thì mình phải khéo léo. Phải khéo léo điều tiết làm sao mà được mình được người ta luôn. Vậy thì mới gọi là thông tình đạt lý, hiểu chưa? Còn bây giờ nó đã ghét rồi mà cứ đeo cái máy niệm Phật trước mặt nó, cái A-di-đà-phật. Biết rằng là gieo chủng tử thiệt, nhưng mà nó nghe nó. Bực bội lắm. Đi tu về, tao đang nhậu, tao đang hứng với bạn bè, tao vừa, nó vừa bước vô nhà một cái là tao nghe A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Một chút rồi mấy thằng bay coi, nhậu xong rồi tụi bay về đi, rồi tao làm giết con nhỏ này. Thấy chưa? Tức mà. Không có giỡn đâu chào. Trong cái cuộc đời này nó ghê gớm lắm. Hiểu chưa? Nói gì nó đa dạng người bị dính đó nghe. Mỗi người mỗi cách, nên có nhiều bà nói sao kỳ, con thích nghe pháp của thầy ghê lắm mà chồng con lại ghét thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Những đức nếu là chồng của ai mà những đức không biết tu á, mà vợ những đức nó ngưỡng mộ cái thằng nào những đức cũng ghét. Chuyện này là chuyện bình thường thôi, hiểu không? Nguồn tin gì nó cũng đi đến hết trơn, lễ lọc gì nó cũng chạy theo, hoặc là nó đi 3-4 ngày đi mất tích. Ghét chứ, mình không tu mà. Tu mà vợ mình ngày xưa cái gì cũng mình, bây giờ nó lại có người thứ hai. Hiểu chưa? Ghét chứ, bực bội. Tôi không tu tôi cũng quýnh nó chứ, đừng nói chuyện vợ. Tôi tìm hiểu để quýnh chơi vậy đó được không? Nó Phật pháp tốt gì nó, tôi nói cho ông biết. Tôi đi học Phật, tôi làm tròn trách nhiệm tôi thôi. Cái gì tôi cũng làm được tốt hết chứ. Ông thấy từ khi tôi học Phật tới bây giờ tôi có cái gì sai không? Ông lại ghét tôi. Bà không có gì sai chứ. Không có gì sai hết á. Nhưng mà quýnh bà chơi được không? Quýnh ngay cái không sai. Quýnh ngay cái là không sai. Tôi thích bà sai. Vì bà sai mà bà biết tôi thôi. Còn bây giờ bà đúng mà bà có thêm thằng nó quýnh bà đó. Thấy không? Đó. Quýnh cái không sai. Cho vị biết đó, bà là người ngoài đời phải sai. Mà tại sao bây giờ bà tốt như vậy? Bà, tôi lấy bà bao nhiêu năm nay mà tôi dạy bà không được tốt như vậy, mà tại sao thằng đó nó dạy bà được? Tôi quýnh ngay cái ngã, tôi tức lên, tôi quýnh bà đó được không? Đúng không? Cái lý vẫn là nguyên lý vậy đó quý vị. Đừng nói chuyện đùa nghe, chứ nói gì cho nó có lý. Chứ quý vị đâu có sai vậy, quý vị đừng có lý do là con có sai, tôi không có sai, tôi không có lỗi. Quý vị có lỗi, có lỗi chứ không phải là không có lỗi. Quý vị có làm bao nhiêu chuyện tốt đi chăng nữa vẫn là có lỗi. Có lỗi là người ta không vừa bụng là có lỗi. Nguyên lý như vậy thôi chứ không cần nói lý do nữa, đúng không? Tôi không vừa bụng, tôi làm chồng tôi chỉ cần không vừa bụng bà là quýnh bà đó. Tôi có quyền, đúng không? Nên từ nơi đó thôi, ai mượn mang thăng kiếp đàn bà. Hiểu chưa? Nên nhiều người phụ nữ cứ nhìn vẻ mặt người chồng để mà vui không á. Chứ vị biết rằng heo khổ thấy chưa? Thiếu phước. Thiếu phước. Nên quý vị coi. Từ người đàn bà mà nếu tu về nhân địa để làm người thì phải 100 năm sau mới làm đàn ông. Trời ơi. Quý vị nói cái gì có giá gì. À, nguyên lý trong kinh Phật nói rõ ràng. Thì từ làm đàn bà này mà nếu tu nhân địa để làm người thì 100 năm sau thì quý vị mới làm đàn ông. Quý vị coi đất nước đàn ông lãnh đạo nhiều hay đàn bà?
Nhà mà nếu đàn bà lãnh đạo thì có phải nhà không? Từ khi không có đàn ông. Nếu mà gia đình quý vị đi. Bây giờ Như Đức hỏi tất cả những người phụ nữ, trong tâm tư quý vị mong muốn cái chuyện làm đàn bà trong nhà, làm vợ mà cầm quyền không? Không đâu. Quý vị không bao giờ mong muốn cầm quyền đâu. Nhưng vì sao quý vị phải cầm quyền? Vì chồng quý vị nó dở quá nên quý vị cầm quyền. Phải chịu thôi, chứ thật sự là người ta nói đàn ông như cây cột cái gia đình, chưa có từng nghe đàn bà như cột cái gia đình. Hiểu chưa? Đàn ông như cây cột cái gia đình, mà đàn ông mà là thiếu bản lãnh nên đàn bà mới cầm quyền. Nếu như đàn ông mà có bản lãnh, lo chu đáo, nhiệt tình, hết lòng, vì làm sao mà đàn bà cầm quyền. Nên mình là đàn ông học Phật, mình thương vợ, mình lo cho vợ thì mình cầm quyền vợ. Chứ không phải nói rằng là mình đi làm về cái pha đi cà phê coi, mệt chết nguyên ngày nay kiếm tiền về đó. Tiền nè. Ngon quá ha. Tiền nè. Cà phê. Nấu có mì coi. Làm cha hả? À, tiền đúng rồi, đi coi. Đem tiền về đúng không? Nè mì nè, ăn đi anh, cà phê nè uống đi. Nó lấy tiền vào túi. Thấy chưa? Cái hành động đó của mình là cái hành động mà gọi là không thu nhiếp gia đình. Hiểu chưa? Mình làm tiền đem về. Em tiền nè, em lo cho ăn trải chuyện gia đình nha. Rồi à, để anh đi thay đồ, anh giặt đồ được rồi. Thôi để em thôi được. Em cũng cực khổ với con cái trong nhà, cực lắm, anh làm được để anh làm cho. Trời ơi, cái người đàn ông như vậy mới là tiêu chuẩn, thấy không? Thấy vợ nấu cơm bay vô liền, chụm lửa phụ, thấy không? Chụm lửa phụ, hiểu không? Chụm lửa phụ xong rồi bưng nồi cơm ra. Cái hành động người đàn ông mình mà cái chuyện gì cũng làm được. Đối với xã hội thì giao tiếp con người không tệ. Đối với gia đình lại là một người đàn ông mà có tư tưởng đảm đang, đúng không? Vậy thì nó thật sự mà nói thì cái quyền hành của người đàn ông trong nhà nó cao lắm. Thì vì người đàn bà này người ta cảm thấy đây là người đàn ông số 1 của tâm tư người ta luôn, hiểu chưa? Chứ không phải là mình chỉ nghĩ mình đi làm là cực, là mình kiếm tiền gì. Rồi bản thân của mình ỷ mình có tiền rồi bây giờ mình muốn nói gì nói người ta. Không phải đâu. Bây giờ mình đi làm đàn bà đi rồi mình biết, đúng không? Bây giờ tất cả mấy ông đàn ông nè, mấy ông thử mang bầu 9 tháng 10 ngày đi. Bây giờ không nói bầu thiệt, mấy ông chỉ cần buộc cái bụng bự lên, độn mấy cái gói vô, mấy ông đi 9 tháng 10 ngày đi rồi mấy ông sẽ biết vợ mấy ông khổ mang bầu sao liền, đúng không? Nên từ nơi đó rồi xong rồi mấy ông bây giờ mấy ông làm được cái chuyện mấy ông cho con bú không? Không, mấy ông làm được không? Không. Mình càng suy nghĩ ra mình thương vợ mình liền, chứ không nói vòng vo chứ ha. Mình càng suy nghĩ ra mình thương vợ mình liền. Tại vì sao? Vì người đàn bà nó có cái khó của đàn bà, đàn ông có cái khó của đàn ông. Nên sống với nhau là thông cảm nhau để rồi mới thương nhau. Còn bây giờ mình đặt vấn đề là mình là người trụ cột gia đình, mình là hơn người ta không à. Nên cuối cùng vợ chồng xa nhau là do gì? Mình không thông cảm cho nhau. Mà mình là người đàn ông tâm lượng phải lớn. Đã là tâm lượng lớn thì tâm khoan dung phải cao. Vì thì con người mình mới thu nhiếp được cái gia đình. Bây giờ bên cạnh những đức quý vị coi bao nhiêu người nữ chưa? Chùa mình không có người trẻ lấy gì nuôi mấy bà già. Không lẽ những đức đi thay tả cho mấy bà già? Được không? Sao được đây? Dù là mấy bà già đáng tuổi cha mẹ mình mà thay tả nó cũng kỳ chứ. Mấy bà già mà cũng nở để cho mình làm việc này nữa. Nên cần có mấy đứa con gái trẻ, hiểu không? Mà con gái trẻ nó sống chung với nhau như bên đây là 70-80 đứa trẻ làm việc chung. Thì quý vị coi 70-80 đứa mà nó sống chung với nhau, mà những đứa coi cái chúng này mà nó được sống chung với nhau, quý vị xuống nhà biết, quý vị coi nó làm việc kịch với kìa, đúng không? Nó làm việc quá trời chứ mà nó đâu quýnh lộn đâu. Còn nhà mình có hai đứa con dâu thôi à, mà nó làm cho hai thằng con trai của mình nghiêng ngã, còn mình cũng ngã nghiêng luôn, đúng không? Lúc mà chưa có hai đứa con dâu về thì hai thằng con trai mình kêu sao nó nghe gì riu riu. Vậy mà có hai đứa con dâu về là tự nhiên hai thằng con trai mình bắt đầu là nhà mình có hai cửa liền vậy đó, hiểu không? Nó cái đó là cái điều nguy hiểm của người đàn ông mình, chứ không phải là do đàn bà đâu. Nó nghĩa là người đàn ông mình phải là thiếu góc độ sao đó mà bị vậy đó. Chứ những đức nói ở đây 70-80 cô này, có đứa nào nó dám đến gần nó chuyện là bậy đâu. Có cô nào mà dám đến gần những đức mà nói ai cái này cái kia không? Có lần mà lỡ nói những đức cái này cái kia, cô kia sao sao đó. Im liền. Im. Ở đây tôi biết hết.
Thấy không? Biết hết. Cứ lo tu đi, đừng có nói dòng do tâm quắc, đừng có nói đến gần tôi, không thích nói nghe mấy câu này. Tôi cũng không thích đi tìm chuyện cho tôi vậy chứ. Tôi biết không biết gậy tôi không thích, cứ làm đúng trách nhiệm mình đi. Tôi không nghe những cái điều nói người khác, để tự tôi quan sát tôi giải quyết vấn đề. Rồi, bây giờ quý vị coi dằn mặt hết trơn rồi. Thì sao dám nhiều chuyện? Sao dám nhiều chuyện đây? Đó. Nên từ nơi đó đây, bây giờ mình làm đàn ông, mình biết tu hành, mình nghe đạo, mình hiểu rồi. Mình phải đối xử làm sao với vợ mình nó có tình, có nghĩa đặc biệt. Nghe không? Nó lâu lâu mà lễ lọc đồ cũng ít gì cũng món quà chứ. Nghe không? Cũng hâm nóng tình cảm gia đình đồ chút xíu. Trời ơi, cho mấy bả cảm thấy tươi mát một chút. Chứ bây giờ bỏ bê mấy bả với mà khô cằn sỏi đá luôn. Nghe không? Thật sự mà nói, cái người đàn ông trong gia đình, vợ của mình sạch sẽ mát mẻ hay không là do người đàn ông mình chăm bón á, hiểu chưa? Hiểu không? Thì coi những đức lo cho đại chúng này, già trẻ bé lớn bị đi dạng nào cũng thấy mát mẻ tươi mát, nghe thấy chưa? Mập mạp trắng trẻo ngon lành, thấy không? Nó nuôi một đống luôn đó mà còn được gì đó, nó đó là gì? Sáng nào cũng chọc cười á, cái quan trọng là cười thôi, cười lên đi cho đỡ hết khổ. Hiểu không? Đó, đây là cái quan trọng nghe. Quý vị cứ cười đi là quý vị đẹp à. Súng răng kệ súng răng. Bữa đó quay phim, quay vào cái bà chẳng là chẳng. Mà đúng là người địa bọc mà nó có duyên lạ. Nguyên cái hàng tiền đạo ở trên của bà nó đụng hết trơn. Mà quay ngay bả, mà lúc mà những đứa đang nói chuyện cười, bà cười lên một cái, quay chụp ngay bả một phát. Trời ơi, ai mà coi một cái chứ quan hỷ dữ lắm. Hay thấy chưa? Nên những đức nói rằng là quý vị súng răng cũng cứ tự nhiên mà cười. À, miệng méo cười thì miệng méo à. Cười tự nhiên đi. Có nhiêu đưa ra hết. Không? Đừng có hẹp hòi nghe chưa? Mình phải thoải mái một chút nghe quý vị. Nên từ nơi đây á, mà mình sẽ an lạc liền chắc chắn luôn á. Quý vị thấy một thời nói chuyện một tiếng mấy đồng hồ rồi đó nghe. Tiếng rưỡi rồi đó. Đó. Mà nãy giờ vị thấy không, cái tâm trạng thoải mái, nhìn xuống là thấy tỉnh táo là thành công. À, nhìn tỉnh táo là thấy thành công rồi đó. Chứ gặp mà nói chuyện mà bên dưới. Là thất bại chắc chắn luôn. Có một người đàn ông này kể cho đức nghe câu chuyện mà nhắc các ông đàn ông nè. Đi làm xa gian díu với đàn bà bên ngoài, sự nghiệp hoàn toàn thất bại hết. Trở về nhà nói vợ con không nghe. Cuối cùng nghe những đức giảng pháp mới hiểu được nguyên lý là do mình làm việc tầm bậy nên tổn phước. Cuối cùng thì một năm chờ quay đầu sửa đổi, sống đàng hoàng nghiêm túc, đi ra ngoài lo làm ăn, đem tiền bạc lo cho vợ con đàng hoàng luôn, thì cuối cùng gia đình lại hạnh phúc lại tốt đẹp. Đây nè, tất cả các ông nào ông nghe không, cẩn thận chỗ này. Đừng có nói cái chuyện đùa, đừng có nói cái chuyện mà chúng ta mà đi ra ngoài mình muốn làm gì mình làm, không phải đâu. Mình con người mình từ cái nội tâm mình nó phải chung thủy nè, hiểu chưa? Nếu không nó tổn dữ lắm á. Phụ nữ cũng vậy, nghe không? Bây giờ đi làm công ty xí nghiệp đồ nghe, mình là người phụ nữ đó, có chồng có con rồi, bạn bè nó rủ: em ơi, bữa nay mình vừa lãnh lương, thôi chúng ta cùng đi karaoke một bữa đi. À, thôi. Tại vì nhà chồng con rồi gia đình lú bú, tranh thủ về dọn dẹp nhà cửa. Mà mình có chồng có con rồi, nó nói chứ đi đến mấy chỗ vui chơi đó có khi không kiềm chế được tâm mình, phiền phức lắm. À, cực khổ của gia đình nhiều lắm, có được chút đỉnh tiền lo cho con, chứ bây giờ mà chơi vui chơi cái gì, về mà nấu buổi cơm cho chồng cho con cũng cảm thấy vui của gia đình mình. Tùy mấy chị, nhưng mà theo em thì em nghĩ vậy đó. Không phải là mình không thích vui, nhưng mà cái vui của gia đình vẫn là hạnh phúc, chứ không có thích đi vô cái chỗ karaoke hát ca nữa. Rồi lỡ hứng lên uống một hai lon bia, lúc đó mình không có kiềm chế được tâm mình. Rồi các bạn làm chung cũng là nam không mà, ai cũng có vợ có chồng hết. Rồi tự nhiên cái đầu của mình cái tầm bậy, mình không phải. Thôi cái này là em nói về em thôi, tùy mấy chị tính sao tính, nhưng mà riêng em là tuyệt đối không có đi đến mấy cái chỗ để vui chơi nữa. Hay, đúng không? Hay. Đó. Nên còn mình đàn ông bây giờ bạn bè rủ đi nhậu nhẹt này kia, mình nói các bạn thông cảm,
Thật sự mà nói, vợ nó làm cực về, mỗi lần thấy vợ là tội nghiệp. Nó lam lũ, nó làm kiếm từng đồng từng cắt. Bây giờ mà mình dư được chút đỉnh đem về cho vợ, nó túi bao không. Anh bao nhưng mà gia đình anh cũng cần. Mà tôi đi uống rượu về, vợ tôi thấy nó buồn, không có nói chuyện mà nó buồn. Thôi, gia đình tôi khó khăn lắm, nên anh trách tôi chịu. Nhưng mà anh cũng mong muốn gia đình tôi hạnh phúc đúng không? Thôi để cho tôi lo cho gia đình, thôi tôi đi làm xong tôi tranh thủ về để mà lo cho gia đình cho nó đàng hoàng. Vợ chồng đều như vậy thì nó không xảy ra vấn đề, nghe chưa? Không xảy ra vấn đề nghe. Còn cái chuyện mà mình trong cái thời cuộc bây giờ cầm điện thoại á nghe, đi làm mà nhắn tin vui tầm bậy không có nhắn nghe. Cái chuyện mà tùy tiện nhắn tin vui giống mình nói giả lạ chơi á. À, ví dụ nhắn tin qua lại, em ngủ chưa, anh ngủ chưa, rồi mình nói chuyện kiểu đùa chơi á, mà không có được đùa nghe. Khi mình nhắn tin mình đùa vậy, lỡ cái điện thoại bữa nay chồng cầm sao? Tự nhiên cái thằng kia nó nhắn là nó đùa thôi. Cuối cùng chồng nó nghi ngờ rằng vợ mình có vấn đề. Lúc đó là cái nó sức mẻ tình cảm từ cái nhỏ xé ra to, hiểu chưa? Nên cái chuyện mà mình là người phụ nữ, người đàn ông đã có vợ rồi, có chồng rồi, không có cái chuyện đùa cợt tầm bậy. Hạnh phúc của gia đình là trên số 1, nên chúng ta không có chuyện đùa được. Nó thí dụ như mình đi, mình là người phụ nữ có chồng đi chăng nữa, càng có chồng thì càng phải có cái sự mà hạnh phúc của gia đình là hàng đầu đúng không? Thì bây giờ nó nói mình đi vô chỗ làm mà gặp mấy người làm chung đồ đàn ông đồ mà dỗ da giỡn đồ đó, vuốt tóc nựng nựng chơi đó, không có chơi cái trò đó được đâu. Thường là công ty xí nghiệp là nó giỡn thoải mái ưa như vậy đó, vô chỗ làm thì giỡn gì. Mình là người phụ nữ nó phải có một cái gì đó hơi khó của chính bản thân mình, dù là mình có chồng 3-4 đứa con, nhưng cái này là của chồng tôi chứ không phải của anh, hiểu chưa? Cái hành động như vậy thì mình đi đâu chồng mình cũng yên tâm. Chứ đừng có nói không có chồng rồi mình tùy tiện dẫn dởn, đàn ông nó chỉ cần vuốt tóc được thì nó nựng mình được, vỗ vai được thì ôm mình được chứ thôi, hiểu chưa? Nên từ nơi đó nó lặn mò từ từ. Từ từ cháu cũng như nó. Thì giờ người đàn ông là nó lặn người phụ nữ là do dễ, là nghe cái gì đầu tiên vỗ vai nhẹ ăn cái thấy là mình im im thì bắt đầu nó tiến tới từ từ. Chứ nó vừa khiều mình cái này, anh có được vậy nghe, anh không có được giỡn với em vậy đâu, em có chấp nhận cái điều này đâu nghe. Từ hôm nay mà nghĩ còn là đồng nghiệp làm chung mà anh mà còn gì nữa, em không có chấp nhận anh như vậy đó. Nói, em là phụ nữ có gia đình rồi, anh giỡn gì không có được, em có chấp nhận vậy đâu. Chỉ cần một lần vậy thôi là tất cả cái thằng đàn ông đó nó đều nói cho tất cả thằng đàn ông khác nghe, mày đừng có giỡn với con nhỏ đó, mày giỡn là chết, tao bị nó đột một lần rồi đó, hiểu không? Còn thí dụ như giờ nó vỗ da cái mình im gu thì nó nói mấy thằng kia nghe, nhỏ nó dễ lắm, tao giỡn được hết, mày cũng giỡn được thôi, thấy chưa? Phải không? Đây là cái kinh nghiệm đó nghe mấy bà. Kinh nghiệm. Nên nó từ nơi đó ra không, quý vị thấy một cái người đàn ông mà nó sành sỏi ngoài đời, từng trải đời, nó đi tu cũng nhắc quý vị nhiều cái hay. Chứ nếu như những Đức Từ còn nhỏ mà đi tu không biết mấy chuyện này. Nói kinh giáo còn bây giờ ngủ gục hết trơn, hiểu không? Nói đây người ta nghe được mà. Tại vì những Đức đã từng, nó trắng ra mình đã từng lừa nhiều đứa quá. Mình kinh nghiệm. Thấy không, đi vô chỗ làm nào biết lừa con người ta, biết không? Nó nên từ nơi đó mình kinh nghiệm rồi. Nên bây giờ tôi có lỗi. Tôi đem những điều sai lầm này tôi nói ra. Nên cho mọi người đừng có bị sai lầm nữa, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mình tránh đi. Hạnh phúc gia đình là trên nghe. Nhưng hạnh phúc gia đình là duyên phước dẫn đủ. Chứ nếu như có duyên mà không nợ thì muốn kiềm cái hạnh phúc này cũng không được đâu. Thí dụ như mình tu hành mà phải hiểu cái nguyên lý của duyên và nợ. Thí dụ như người này duyên với mình và còn nợ với mình thì nó luôn luôn là nó muốn quý thương mình, lo lắng cho mình. Nhưng cái người này có duyên với mình mà hết nợ với mình thì tức khắc một bên nắm một bên buông. Trời ơi, nó khổ nhất là bên nắm bên buông. Nên cái việc tình nghĩa vợ chồng mà dở ngương cái này là khổ ác đạn nè. Nghĩa là một bên là không còn nợ, một bên là còn nợ. Quý vị phải nghĩ ra chỗ này nghe. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng này mà còn duyên mà không nợ là tức khắc còn duyên là còn gặp nhau đó. Không nợ là không còn ở chung nhà, là còn duyên mà không nợ. Thì cái chuyện này quý vị đừng bao giờ nói rằng tại sao học Phật mà lại vợ chồng xa nhau. Quý vị phải nhớ, quý vị phải nói cái câu cho nó đẹp một chút. Quý vị đừng đấu thừa Phật pháp. Quý vị phải nói câu đẹp một chút, đó là gì?
chỉ nhờ tu. Nên cái chuyện nợ nần đàn ông của chị đã quá giải được rồi. Nên bây giờ chị được tự tại đi tu mà không bị ràng buộc. Nói câu này thì nó đẹp, câu nói là do con người đặt ra thôi. Miễn sao nó phù hợp chỗ thì nó hay à. Hiểu chưa? Nó là có duyên mà hết nợ thì không có ở chung nhà. Chỉ gặp nhau ngoài đường thôi. Đi vòng vòng gặp nhau một chút thôi. Nên có một cái cô kia chồng với cổ từng đi chùa. Mà bây giờ sau này hai chồng xa nhau vẫn gặp nhau. Là chồng cũng đi chùa. Mà vợ cũng đi chùa. Rồi sau mà có một lần, cái bà ngồi, cái bà ăn cơm, cái ổng mà đi chia trái cây. Ông chia trái cây, cái ông chia vòng vòng vòng, cái ông chia đến cái bàn của bà ngồi, cái ông lui, ông đi chỗ khác. Cái đầu Nhân Đức biết được, Nhân Đức kêu ảnh là Nhân Đức nói anh đừng có làm gì. Có duyên mà hết nợ thì mình cứ xây dựng cái duyên trong đạo thôi, cũng như bao nhiêu người khác. Tại sao anh nghĩ đi, mình cũng đã từng chung chăn sẻ gói mà tại sao anh lại đối xử với chị như vậy? Mình đàn ông như vậy thì tâm lượng mình hẹp quá, hiểu chưa? Có nghĩa là mình lâu lâu mà mình không có ở bên nhau, nhưng mà cũng là vợ chồng thì mình lâu lâu còn hỏi thăm. Vì mình là người đàn ông, tâm lượng mình phải lớn ra. Mình hỏi thăm, ví dụ như có duyên gặp lại mình nói em sao khỏe không? Rồi cái chuyện kinh tế lo cho con cái làm sao em? Thật sự mà nói mình không có phải là hàng gắn gì, nhưng mà hành động của một người đàn ông là mình phải như vậy. Mấy ông nhớ nha. Nhớ đó. Nên thí dụ như mình với vợ sống với nhau mà lỡ mà xa nhau thì mình là người đàn ông mình phải ga lăng một chút. Em à, của này anh thật sự anh cũng nghèo lắm, nhưng thôi cho anh 3 phần đi. Em lấy 7 phần. Em nuôi con, em đàn bà khó khăn anh. Anh đàn ông đôi vai này rộng hơn em nhiều. Hiểu chưa? Nơi gậu em héo héo nha. Thấy không? Đàn ông phải ra lăn một chút. Chứ bây giờ mình đàn ông mà mình đi của cải với vợ con làm gì? Mình 3 phần thôi, đàn ông mà. Để cho vợ 7 phần, người ta vẫn nể nang mình là người đàn ông đặc biệt. Đây là tôi nói chung chung, tôi không nói ai nghe chưa? Vì muốn chia sau thì cái chuyện của quý vị. Nhưng mà cái chuyện mình nói Phật Pháp tình lý, thật sự mình là đàn ông. Thường thí dụ như bây giờ hai người yêu nhau chưa làm đám cưới, ví dụ như làm chung để đưa tiền cho nhau, để dành để sau này làm đám cưới đi. Rồi tự nhiên một ngày nào có duyên mà hết nợ, cái tự nhiên vợ hai người này chưa làm đám cưới mà chia tay, thì tất cả của cải vàng bạc mà đưa nhỏ này mình cho nó hết luôn. Tại vì sao? Vì có khi người ta thắt thân với mình rồi, mà bây giờ nó không có nợ nên không cưới người ta được. Thôi được em, cái vàng bạc đưa cho em, anh đưa em hết đi. Anh không còn gì nữa chứ. Tại vì thật sự anh cũng muốn cưới em, nhưng mà chúng ta chắc không có nợ em à. Người ta cả đời vẫn là nghĩ người đàn ông này là người đặc biệt. Còn thí dụ như bây giờ chia tay rồi mình đi đòi tiền, đàn ông mà chơi kỳ quá. Mà đòi tiền cái gì? Bây giờ đòi tiền, bây giờ tôi đòi cái điều mà tôi mất mát với anh là được không? Cái này không có tiền gì mua được mà tôi thương anh, tôi trao gỡ cho anh. Bây giờ tôi đòi cái đó được không? Anh nói tiền với tôi, anh là đàn ông mà tại sao anh như vậy? Hiểu chưa? Thầy Hồng, bây giờ tất cả người nghe những điều để bị thấy nó có tình có lý không? Nó thật sự mà nói, hồi đó Đức lên thành phố nghe, mình cũng thương nhỏ đó mà định cưới thiệt. Hai đứa làm mà gọi là lương cũng ít lắm. Trời, đi làm mà mình có trình độ gì đâu, làm lương ít lắm. Rồi cuối cùng lâu hàng tháng mua đường chỉ hay chỉ vàng để dành mai mốt làm đám cưới. Cuối cùng mà tự nhiên 4-5 năm sau cái tự nhiên xong mà tự nhiên cái duyên như Đức lạ thay là sắp sửa đám cưới là như Đức chia tay. Nó vô duyên vậy đó. Bởi vì mới đi tu. Sắp sửa đám cưới là chia tay à, là những đứa đi tu à. Cuối cùng 3-4 lần vậy. Mà lần nào cũng là gặp trường hợp gì thì những Đức nói có nhiều để dành thôi, đưa em hết. Nên cuối cùng không có gì. Có gì đi tu luôn. Thì bao nhiêu năm chờ Đức gặp trường hợp gì không à. Rồi cuối cùng 11 năm á, tay trắng quần trắng tay. Nhìn lại cuộc đời mình đúng là cốt khỉ quần cốt khỉ thôi, đi tu đại đi ông già. Giờ đi tu luôn, thấy chưa? Mà có cái hành động đó nghe. Hành động không có đòi tiền nghe. Nghèo nghèo chứ ghen lắm. Chơi xả láng sáng có gian mấy cài gì. Từ đó đó không, mình là đàn ông nó cũng phải có cái nghĩa khí của đàn ông chút xíu. Nó thiệt. Mình là đàn ông mình nằm đâu mình ngủ cũng được, nhưng người đàn bà tội nghiệp người ta. Mình nghĩ cho người ta ăn vậy đi thì cái tâm lực của người đàn ông mình nó cao hơn. Nên những Đức tại sao khi đi tu rồi đối với phái nữ là thật sự. Đối với phái nữ những Đức rất là thương nghe. Nó thiệt á. Bảo vệ, lo lắng và thương yêu. Con người Nhân Đức là lạ như vậy. Xấu nhưng chỉ được cái tâm này thôi. Xấu nhưng mà được cái tâm đó là cái tâm là đối với phái nữ là bảo vệ, thương yêu. Thật sự
lo lắng từng ly từng tí, dù là xuất gia rồi đó nghe, nhưng lo lắng khi lễ lọc quà cáp rồi nói chuyện, khi mỗi lần mỗi năm lễ lọc là những đức đều mời lại ngồi chung nói chuyện động viên đãi ăn, thấy không? Từ nơi đó mà người ta vui, nên người ta làm việc cực lực, nên người ta nó thương mấy bà già. Nên những đức nói một câu: thương mấy bà già tôi thương, ghét mấy bà già tôi ghét. Nguyên lý là như vậy. Tại vì tôi bây giờ không đòi hỏi chuyện khác, nên tôi nói đúng một câu: thương mấy bà già tôi thương, ghét mấy bà già tôi ghét. Mấy cô cứ thương mấy bà già đi, tôi thương, cả đời tôi sẽ thương mấy cô. Nói không? Được rồi. Nó nên mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê là thấy không? Mình nghe chưa? Đúng không? Nó thấy là được. Cái kiểu này chắc tính lại quá, đúng không? Chứ mà lạng hoạt ngoài đường phiền quá, đúng không? Đó, chùa mới đó, chùa mới là điểm mà. Đúng không? Chung tay nuôi người già trong cuộc đời từ đây cho đến chết ý nghĩa. Nó nhớ vị thấy Phật pháp tuyệt vời chưa? Thấy vui không? Đó. Nên từng chủ nhật nào không gặp là không được. Chủ nhật nào mà không gặp là không được, thấy không? Gọi là không gặp nhau buồn lắm. Thấy không? Thấy chưa? Tại vì sao? Truyền cho nhau tư tưởng pháp vị chứ có làm gì đâu. Thôi có nhiều người đi đến đây mà ngồi từ xa thì nhìn những đứa cũng là mờ mờ thôi, chứ chưa bao giờ đối thoại gần gũi nói chuyện một câu nữa, đúng không? Mỗi tuần chủ nhật cứ đến tu thôi mà. Nhưng mà ta nghe qua tư tưởng này, ta cảm thấy ấm áp cõi lòng, và cuộc đời người ta cảm thấy có một phương hướng giải thoát. Cái thiện pháp mà dễ nghĩ nhất đó là danh hiệu Phật. Nếu như thường nhớ, thường nghĩ đến, thường nhớ đến Tây Phương Cực Lạc, thường nhớ A Di Đà Phật, thì đây là điểm đặc biệt mà tăng trưởng phước duyên mau nhất. Tại nhiều người chúng ta chỉ cần không nghĩ câu Phật hiệu, không nghĩ thế giới cực lạc, thì tức khắc nghĩ về danh lợi hơn thua liền vậy đó. Mà mình nghĩ về hơn thua danh lợi thì tức khắc là cái phúc báo mình nó bị giảm rất là nhanh. Mà con người nghĩ về hơn thua danh lợi thì nó thường sân hận lắm. Mà người mà sân hận thì duyên kém liền vậy nè. Ví dụ như mình thấy người nào mà vui vẻ thì tự nhiên duyên họ tăng, rồi phước theo đó mà tăng. Còn nếu như mà mình nhìn thấy người nào mà khó chịu là mình thấy mình không thích rồi. Mà không thích thì duyên kém, mà duyên kém thì phước kém. Nên thường nghĩ thiện pháp, thường nhớ thiện pháp thì tức khắc phước duyên tăng trưởng. Mà nghĩ thiện pháp phù hợp nhất trong cái thờ mạt pháp này là nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc. Nên những đức thường nói với đại chúng trong chùa: nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc thì tự nhiên cực cỡ nào cũng chịu được, thiệt thòi sao cũng chịu được. Tại nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc, tương lai mình về cực lạc thì thiệt thòi sao cũng được hết. Tại vì cái thiệt thòi ở thế gian nó ngắn hạn quá. Mà chúng ta hưởng được cái quả báo ở cực lạc thì lâu dài, rất là lâu dài. Nếu như ở thế gian này mà gặp một số điều khó khăn mà không chịu trả, thì chúng ta nghĩ bây giờ mình phải chịu trả ở trong tam đồ ác đạo lâu quá. Khi nghĩ được như vậy thì thiệt thòi không đáng kể. Nên người xưa nói thiệt thòi là phúc 100%, thiệt thòi là phúc báo. Một con người ở trong thiệt thòi mà chịu đựng được lâu dài thì người này sẽ rèn được chữ nhẫn rất là lớn. Mà trong nhà Phật nói rằng là nhẫn nhỏ thì thành thụ nhỏ, mà nhẫn lớn thì thành thụ lớn, không nhẫn thì không thành thụ. Nhiều người sống trong cuộc đời này, người ta khổ người ta cũng nhẫn lắm, nhưng mà cái điều nhẫn nại mà không biết pháp môn tịnh độ này thì
là giống như chịu khổ sống để cho qua ngày đoạn tháng, mà không có phương hướng để vượt lên chính mình. Nhiều người xưa người ta cũng khổ lắm mà người ta vẫn sống trong cái khổ đó mà chịu vậy đó. Người ta nói rằng thôi bây giờ duyên số vậy à, thôi gán chịu. Rồi người ta chịu cả đời tới chết luôn vậy, rồi tiếp tục theo dòng luân hồi khổ sở. Còn mình bây giờ mình nhẫn, mình chịu được những cái khổ, nhưng mà mình lại có phương hướng giải thoát. Nên cái việc mà nghe Phật Pháp, gặp Phật Pháp hay. Nên ngày Chủ Nhật mới bị dẫn người ta đi tu, đủ duyên gầy dựng từ 5-10 người. Dù ở xa cái nào như từ 5-10 người gầy dựng đi. Cái chắc chắn nhất mà đi lâu dài nhất là gầy dựng từ 5-10 người. Vì sao? Vì khi gầy dựng 5-10 người mà 5-10 người này an lạc, đồng tâm đồng chí để cùng đi tu ngày Chủ Nhật, thì từ 5-10 người này họ an lạc, họ tốt quá, nên họ kéo từ từ thành 50 người. Nó chắc chắn hơn là ban đầu tự nhiên dẫn 100 người. Ví dụ như có những người ban đầu dẫn 100 người, tự nhiên dẫn 100 người mà tào lao không à, đi tào lao bác xế không mà nó vô, nó không tu vậy, nó mới đi nghinh ngang kênh kênh làm chuyện tào lao ở trong chùa không. Rồi dẫn lần một lên xe nó chữ lộn bơm sùm, chứ tức quá thì sao nghỉ đi. Nó không bằng gầy dựng 5 người nữa. 5 người chất lượng. Còn những người mà dẫn đi đông được thì cứ cái đàn gì mình tiến là tiến được rồi. Còn những người mà gầy dựng thì từ ban đầu 5-10 người chất lượng, đưa lên tư tưởng chuyến này chị em mình đi đến đó tu 1 ngày 2 ngày, cố gắng tu nghe đó. Rồi chị em mình phải tu làm sao an lạc. Mình có tư tưởng là tương lai mình muốn dẫn những người chòm sớm này đi tu nè. Nhưng mà bắt nguồn từ 5-10 người này mà đi làm nè. Chị em mình cùng chung tay làm được không? Được. Được rồi, đồng tâm đồng chí rồi cứ làm. Cứ vậy mà làm. Thì đi chậm mà chắc. Từ từ nó lót thành cái nền móng của 5-10 người này, đưa lên cái tư tưởng dẫn người đi tu. Người nào vị trí nào, vị trí nào, vị trí nào. Nghiêm túc luôn, tự nhiên thành một cái tổ chức dẫn người đi tu. Mỗi tuần Chủ Nhật. Hay vô cùng. Đây là thiện pháp nè. Vì mình dẫn người đi tu, mình không có nhận tiền, nên từ nơi đó mà mình nghĩ thiện pháp. Người ta chỉ cần bỏ tiền xe ra, người ta thuê xe, xe bao nhiêu tiền thì bỏ trả thôi. Còn những người nào mà khó khăn quá, nghèo quá mà ta muốn đi tu, mình bao được mình bao. Không? Rồi khi có tiền là phải trả nha. Tại vì sao? Vì ai cũng là người đi kiếm vốn hết chứ mà. Cái gì cũng bắt người ta bỏ ra mà mình không có vốn gì hết. Thì thật sự cũng có công đi tu. Thì trừ qua sớt lại chúng ta cũng còn. Còn chứ. Nên nghĩ cái thiện pháp mà dẫn người đi tu là tuyệt vời. Thí dụ như có những người chúng ta quý vị mới đi đến đây lần đầu thôi. Vì đi đến đây lần đầu mà từ thứ bảy hôm qua tới ngày hôm nay. Bây giờ lên tu thì không có bao nhiêu, nhưng mà nghe pháp để tiếp nhận một tư tưởng. Cái này cực kỳ quan trọng luôn nè. Tiếp nhận một tư tưởng á, để nó gầy dựng mình, nó phát triển mình á, một phương hướng á mai. Có những người ta đi đến chùa người ta lễ Phật nửa tiếng, một tiếng một. Nhưng mà người ta mới có gieo cái duyên này mà người ta chưa hiểu được cái nguyên lý tại sao phải niệm Phật. Rồi vì sao phải áp dụng câu Phật hiệu này trong mỗi lúc mỗi nơi. Thí dụ như mình biết cái chữ Phật là giác ngộ, chữ Phật là từ bi. Nên mình sân si hay khó chịu cái gì, mình vừa niệm A Di Đà Phật là giảm liền. Đó là một phương pháp đó. Mình nghĩ mình là người niệm Phật nên mình sân si khó chịu chí. Nên vừa sân si khó chịu mình niệm A Di Đà Phật là giảm liền. Đây gọi là phương pháp ngăn ngừa phiền não. Lợi ích lớn vô cùng. Thêm cái nữa là dẫn người ta đi tu để giúp cho người ta thay đổi cuộc đời và thay đổi số mệnh của chính bản thân chúng ta. Sự khổ đau buồn phiền lầm lũi trong bóng đêm, nhờ Phật pháp mà giúp cho chúng ta thấy được ánh sáng của bình minh, một tia sáng cuộc đời nổi lên liền. Tại vì Phật pháp cho chúng ta một tia sáng. Bây giờ cuộc đời chúng ta có những người quá khổ,
khổ đến mức mà khờ, khổ khờ. Bây giờ có cái chỗ chỉ mình đi về tốt đẹp, đó là Tây Phương Cực Lạc, đó là tia sáng cái gì. Khi nghĩ về Cực Lạc thì tức khắc tâm trạng nó thoải mái liền. Có tương lai. Bất cứ một cái gì mình làm mà có tương lai là mình thấy thích. Còn khi cái làm mà không có tương lai gì thì bế tắc. Thí dụ như có những người, người ta nhìn cái tương lai người ta sáng lặng, tự nhiên người ta cảm thấy vui lòng. Nhưng mình nghĩ cái tương lai mình được về Cực Lạc thì nó càng vui hơn. Tại vì thân này giả, tất cả tương lai tốt đẹp gì hay xấu xa gì trụ vào cái giả này cũng đành thành con số không, đâu có tồn tại đâu. Đem tất cả cái tốt đẹp hay xấu xa gì trụ vào cái thân giả này cũng là con số không. Nó chỉ là có cái thân ở Cực Lạc, không già không bệnh không chết. Mà đã là nói là Cực Lạc thì toàn là thượng thiện hội tụ thì mới an lạc. Nên thượng thiện mà trụ vào cái thân thật, vậy thì đúng là nơi tồn tại vĩnh cửu. Nơi này mới là nơi thật sự mà người hiểu biết và trí thức hướng về. Có nơi để về rồi đó. Bây giờ dù bị chồng đánh, chồng chửi, vợ đánh, vợ chửi, con bất hiếu cỡ nào thì chúng ta chỉ nghĩ rằng trả mấy chục năm vô cùng ngắn ngủi. Đã là trả thì vui trả đi, vô cùng ngắn ngủi mà. Thời gian rất qua rất là mau. Chúng ta nhớ hôm nào mình còn trẻ, mới đây mình cũng bốn mấy tuổi, 50 tuổi à. Một ngày qua đi thì chúng ta cặn kề với phần mộ. Cứ những ngày tháng đi qua nhìn thấy mau lắm. Đừng bao giờ cho rằng bây giờ khổ quá, biết chừng nào thoát khổ đây. Tại vì mình không có phương pháp. Nếu mình dẫn người ta đi mà cho người ta phương pháp thì người ta thoát khổ liền. Tuy là trả khổ ở thế gian nhưng rất là vui. Vì sao? Mình biết trả ở thế gian này khỏi trả tam đồ ác đạo. Nếu mình không trả ở thế gian này thì nghiệp quan gia này dẫn mình đi vào tam đồ ác đạo đó. Mà tam đồ ác đạo thì vô lượng kiếp, mà ở thế gian thì chỉ mấy chục năm ngắn ngủi vô cùng. Tại sao không trả đi? Nên quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp viết rồi tâm trạng bị thoải mái lắm. Phải sống thoải mái thì chúng ta mới có được cơ hội để thoát khổ. Khi con người tỉnh táo thì cũng như đèn sáng vậy đó. Đèn sáng thấy đường đi. Con người mà khi bế tắc đến mức cực điểm rồi thì tối tăm không biết đường mà đi. Nên chúng ta gặp Phật pháp là như chúng ta đã phát sáng rồi đó. Nhất là chúng ta được nghe chia sẻ Phật pháp làm gì nè. Ai là người sống trong cuộc đời này mà không muốn vui? Nhưng mà tại sao bao nhiêu điều bất hạnh đến với chúng ta, bao nhiêu sự khổ đau đến chúng ta? Ai khi lớn lên chúng ta không muốn có một người vợ, người chồng mà đàng hoàng, sống với nhau hạnh phúc? Nhưng những sự mong muốn đó thì đối với bao nhiêu con người ở cái cõi đời này thì số lượng người mà được tròn vẹn như ý nghĩ của mình thì ít quá. Tại vì cái cõi đời này Phật đã nói là khổ mà. Ta bà khổ, khổ không nói hết. Mà đã là khổ mà là do chúng ta gieo cái nhân khổ ở ta bà, là oan gia thù nghiệp ở ta bà gặp nhau ở đây. Đã đến cõi ta bà mà kêu không khổ. Nếu là không khổ ở ta bà thì làm sao muốn sanh Cực Lạc? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng ta bà khổ, khổ không nói hết, là ngày chỉ ta bà khổ. Cực Lạc vui vui chẳng nghĩ bàn, là ngày hướng mình về Tây Phương Cực Lạc, là niềm vui vĩnh cửu không nghĩ bàn. Đó. Nên đến thế gian này mà không khổ là không phải thế gian. Đến đây là phải khổ. Bây giờ nếu như chúng ta nhìn nhận sâu sắc một chút thì chúng ta sẽ thấy bây giờ người này chưa khổ cũng sẽ là khổ trước mặt à. Quý vị già không khổ hả? Quý vị dù có giàu cỡ nào nhưng mà già làm sao không khổ? Già rồi thì bệnh, bệnh làm sao không khổ? Rồi thì chết, chết làm sao không khổ? Nguyên lý chấm dứt của cuộc đời là cuối cùng phải chết. Đến thế gian này toàn là cái giả, nhưng mà chúng ta lại tạo đi cái nghiệp. Nghiệp cầm theo của cái vật chất, thân thể đều bỏ hết. Nhưng mà tạo một đống nghiệp đi cầm đi, lạ thôi. Chúng ta lại làm cái chuyện vô ích của khi có thân người. Cầm một đống nghiệp đi gặp vua Diêm Vương để tính sổ. Tính từng ngày, từng giờ, lúc nào anh chị tạo nghiệp gì, 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 gì. Tính sổ vậy để mà quỷ sứ xử lý mình. Còn tất cả tiền bạc của cải thân thể đều bỏ lên hết. Người thân yêu bỏ lên hết. Nhưng mà cái nghiệp tạo gì họ, mình phải chịu để cầm đi. Gặp vua Diêm Vương để tính sổ. Nằm trong chảo dầu hay là bị cái gì gì thì phải chịu vô lượng kiếp nằm khổ đau vô cùng. Có nghĩa là địa ngục không có thời gian gián đoạn để cho mình nghỉ ngơi luôn.
nói là nước đồng sôi mà mình uống á, nhiều hơn biển cả. Bây giờ quý vị coi á, sắc đồng mà đốt đến mức mà chảy ra thành nước, rồi đem những loại nước đó để đổ vào miệng mình, mà mình đã từng uống loại nước đó nhiều hơn biển cả mênh mông, thì quý vị nghĩ cái việc mà chúng ta đọa ở trong địa ngục á, thời gian dài cỡ nào chưa? Còn chúng ta đã từng làm súc sanh mà ăn những đồ bẩn thỉu á, như loài heo chó mà ăn những loài bẩn thỉu á, thì nhiều hơn là núi Tu Di Sơn. Vì nghĩ nó gọi là địa ngục dài vô cùng, ngạ quỷ thì thấp hơn mà còn dài. Làm kiếp quỷ mà 500 năm mà họ chưa từng được uống một miếng nước. Trong 500 năm mà chỉ liếm được mấy lần đàm, người ta khạc nhổ. Mà đàm người ta khạc nhổ ra mà quỷ phải giành nhau, quýnh nhau để giành một miếng đàm người ta khạc ra. Vì tâm keo kiệt, bỏng sẻn mà làm quỷ đói. Vì tâm sân hận, đố kỵ mà ở trong địa ngục. Vì tâm ngu si, không tiếp nhận giáo dục, hướng đến chánh cho là tà, hướng đến tà cho là chánh, gọi là ngu si. Ngu si chiêu cảm loài súc sanh. Nên chúng ta ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do chính bản thân chúng ta chọn mà đến. Cuộc đời có người nghèo, cực nghèo, bị chồng đánh te tua chưa đến nỗi khổ. Mà cái khổ lớn nhất của cuộc đời của người chúng ta là tương lai ở trong tam đồ ác đạo. Phải nhớ, ở trong tam đồ ác đạo là cực kỳ đáng sợ. Nên hiện tại ở cõi này quý vị có khổ cỡ nào, bệnh đau cỡ nào, nghèo cỡ nào, chồng đánh cỡ nào, vợ đá cỡ nào. Nên cũng chưa đến nỗi khổ nghe, chưa đến nỗi khổ đâu. Cái khổ của tam đồ ác đạo mà đáng sợ, nghe chưa? Đó, nên từ nơi đó mà chúng ta thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi chúng ta về đây tu chưa? Những đức nói nơi đây là nơi chốn bình an nè. Và những đức đã nhận thức rằng cái cuộc đời mình từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình là chúng ta sẽ tìm nơi chốn bình an, lúc nào cũng gặp nhau là bình an à. Bây giờ nơi chốn bình an chúng ta nói ở nơi này thì hiện tại nơi này đi. Nhưng mà trong cái cuộc đời này có những cái sự thay đổi, chúng ta nên nói cái câu là gặp nhau thấy nhau đều nơi đó là chốn bình an của ta. Tuyệt vời nhất. Không? Tại vì sao vậy? Của cải vật chất không có thật, bây giờ chúng ta đặt vấn đề nặng nề là không đặc biệt rồi. Không? Đó, nên hãy sống những ngày tháng bình an, hãy sống những ngày tháng vui vẻ, hãy sống những ngày tháng tự tại niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hãy thường nghĩ thiện pháp, hãy nhớ thiện pháp, đó là nhớ A Di Đà Phật. Mình nhớ A Di Đà Phật, khuyên người nhớ A Di Đà Phật, dẫn dắt người đi đến đây để nghe được bổ nguyện Di Đà, vạn đức hồng danh Di Đà, để mà thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận, để mà chúng ta tiến thẳng về tới Tây Phương Cực Lạc. Không có cảm giác như mà những đức chia sẻ Phật pháp mà nó cảm giác nó vui thì sao đâu. Ngộ ghê. Chắc là quý vị về đây quý vị rất là vui nên cái nhân cái quả nó phù hợp. Chứ nếu như mà người ta ngồi dưới mà người ta nặng nề thì cảm giác mình chia sẻ Phật pháp cũng không có vui. Nó lên đây ngồi nói chuyện cái là tự nhiên nó có một cái cảm giác như là một cái dòng suối nó tuôn chảy vậy. Dòng suối pháp nó tuôn chảy. Không? Chứ ngoài ra bây giờ quý vị suy nghĩ gì, ghi cái gì? Giờ ghi cái gì, suy nghĩ cái gì qua cũng không thể nào phù hợp được cái cảnh này chứ. Chỉ có cảm giác rằng chúng ta đồng tâm đồng chí để mà cùng chia sẻ. Nên ngày thứ bảy, từ hôm nay những đức nói với ban tổ chức, các cháu những đức thấy bên ngoài đi học nhiều tội nghiệp, nên bây giờ là một tháng là chúng ta học tập 4 tuần thứ bảy, bỏ ra một tuần sinh hoạt cho các cháu nhỏ, để cho các cháu nó cảm giác nó thoải mái, nó vui. Ví dụ như trong mấy tuần thì bỏ ra tuần, như thứ bảy tới chúng ta sẽ sinh hoạt cho các cháu nhỏ, là các cháu đến sẽ ngồi ở dưới hết, không ngồi ghế, bánh trái đồ này kia, nước ngọt các cháu được uống, rồi cha mẹ cha các cháu được cụm ly với nhau, được một gia đình lại gặp nhau tại ngôi Tam Bảo, và những đứa cũng ngồi chung, những đứa cũng có nói chuyện, nhưng mà lại có thời gian ăn bánh uống nước với các cháu, là 4 tuần có một tuần cho các cháu.
Tại vì mình nhìn thấy các cháu tội nghiệp nó quá, nó học quá nhiều, bây giờ mình nạp vào nhiều nó không vô được. Nhìn nó khờ hết, người lớn thì thấy nạp vô rõ ràng. Vì quý vị thèm pháp. Còn con nít bây giờ nó bị nhét đầy mỗi ngày, nó là nó học á, nên nó căng thẳng, nhìn nó tội nghiệp. Nó, từ nơi đó mà mình phải nghĩ ra cách làm sao cho các cháu nó được vui. Nó vui nó mới tiếp nhận Phật pháp chứ. Nó vui nó mới về chùa, đừng có bắt ép. Bắt ép nó sau này nó cũng bỏ chùa. Nó vui nó mới về chùa, nó thấy rằng là thầy thương nó. Là thí dụ như ba tuần các con phải học nghiêm túc, một tuần được chơi vui vẻ, anh chị em được gặp nhau, rồi cha mẹ các cháu được đi chung, rồi lại dẫn những người người ta chưa từng biết chùa được đến. Người ta một lần hai lần như vậy thì dẫn dắt người ta từ từ. Cái lớp đạo làm con chúng ta bây giờ qua phát triển được cái lớp học mà ở trên lầu là tuyệt vời rồi. Chúng ta không sợ mưa gió gì hết mà âm thanh lại hay, ánh sáng đầy đủ, hồi tối quay phim rất là đẹp luôn. Nên từ nơi đó quý vị thấy giờ vợ chồng con đi đến đây tuần nào cũng được quay phim, thấy nó vui gì đâu. Cái gia đình rồi được nghe giáo dục, rồi cảm giác rằng là nghe như đứng nói chuyện viết về cái danh lợi càng ngày càng giảm. Mà con người mà giảm gì danh lợi là con người nhẹ nhàng liền. Con người chúng ta là cứ đặt vấn đề danh lợi hoài vậy đó. Người có thì cũng không biết đủ, mà người không có thì đi tìm. Tìm rồi, có rồi thì cũng không biết đủ. Nên cuộc đời con người cứ mãi nặng nề đối với danh lợi mà không có những ngày tháng được an, được vui. Chúng ta từng chủ nhật nào, thứ bảy chủ nhật chúng ta được đi đến đây, thật sự mà nói chúng ta đã có điểm đặc biệt. Bây giờ chùa chiền xây xong hết trơn à. Rồi những đức để nguyên một dãy ở trên đó, hòa thượng kêu những đức sắp xếp, thì quý vị được nguyên một dãy ở trên lầu, đó là quý vị được ở ổn định. Nữ thì được vô phòng ở, nam thì nằm bên ngoài nhà ăn. Mà nhà ăn sạch sẽ rộng rãi, xung quanh chanh đồ rồi, nhìn như là khách sạn năm sao. Đúng không? Vậy là còn gì nữa. Quý vị coi như chùa mình dài bữa đây, bông giấy đồ cắt hết nè. Thời trước Tết là đầu hoa đồ đẹp nè. Nguyên một năm nay xây dựng là bông giấy chùa mình là không có để ý tới đó nghe. Không có trang trí, không có dọn dẹp đó. Bây giờ là bắt tay vào việc để dọn dẹp, để mà trang trí hoa xung quanh chùa. Tại chùa soi xây xong rồi, tất cả vị trí trong chùa những đức sắp xếp đâu vào đó, nó rõ ràng sạch sẽ hết trơn rồi đó. Nên từ nơi đó quý vị coi, mà mình có một hoàn cảnh gì, những đức nói rằng á, cả những con chim trong chùa mà ngày chủ nhật mà nó còn đón chào người ta về chùa tu ngày chủ nhật. Quý vị biết rằng là sáng nào ngày chủ nhật cũng vậy, quý vị thử đi qua bên khu tăng đi, quý vị sẽ thấy nó hót khác thường những ngày bình thường, là rất đông. Chắc là mấy con chim này nó cũng bay về đây cộng tu hay sao. Nó hót ôm sùng, nó bay lượn. Quý vị cảm giác rằng là tắc lành chim đậu, tự nhiên nó hót nó vui. Mà cái cảm giác đó đó là mình nghe tiếng chim nó hót vui, mình không có não lòng. Thí dụ như bây giờ con chim nó bị nhốt trong lòng, nó buồn mà nó hót á. Thật sự mà nói nếu cảm giác được thì nghe tiếng não lòng lắm. Nó, tại vì nó bị nhốt trong tù, còn bây giờ nó được thông dong tự tại, nên cái tiếng hót nó rất là vui, nó cộng tác là nhiều tiếng hót. Mà nó vui vẻ vô cùng, mình chỉ cần ngồi mà thưởng thức tiếng hót nó thôi, tự nhiên mình cũng cảm thấy nhẹ lòng, thoải mái vô cùng. Nên gọi là ngày thứ bảy chủ nhật là ngày tích tụ nguồn năng lượng tuyệt vời. Nên quý vị phải nhớ rằng đó, quý vị dẫn người ta đi đến đây tu là để tích tụ nguồn năng lượng và để cho người ta một phương hướng, một tư tưởng mới mẻ. Và tự nhiên con người chúng ta tự nhiên sống trẻ, sống đẹp, sống vui. Người bệnh, người khỏe gì thì ai cũng phải sống vui. Sống vui thì sống ý nghĩa, sống vui tương lai mới ở cực lạc. Nhớ nha. Từ nơi đó mà cái này quan trọng lắm. Nên mong rằng tất cả chúng ta nghe Phật pháp nên sống đặc biệt, sống tốt. Đừng có buồn ai để trong tâm. Niệm Phật chân thật để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nên chùa mình là điểm thứ bảy chủ nhật tu phước duyên thù thắng. Sau này đủ duyên bên chùa mới, những đức sẽ tổ chức cộng tu thứ bảy buổi sáng như chủ nhật bên đây.
là tuần chúng ta được hai bữa, thứ bảy và chủ nhật. Sau này ai sắp xếp được chúng ta được đến dự khóa tu tuần hai ngày. Nhưng Đức Thường nói rằng mình dẫn ta về đây tu, có nhiều người ta bệnh đau hay ta buồn chán mà ta được giải tỏa đặc biệt lắm. Rồi người ta có một cái pháp tu, rồi mình tặng tượng Phật cho người ta. Như Đức đặt tượng Phật này trên thành phố, đặt cũng khó lắm, không giỡn đâu. Bộ tượng Phật rất là đẹp, có thể thờ trong gia đình, rồi dạy con cháu cũng tu giống mình. Gia đạo mà con cháu biết tu thì nó thịnh vượng lâu dài dữ lắm. Con cháu mình mà nó biết tu ăn chay niệm Phật rồi thì tự nhiên nó hiếu với cha mẹ. Người mà biết tu hành nó khó bắt hiếu dữ lắm. Nhớ. Nên những Đức thấy mấy đứa nhỏ nhỏ mà về đây các con có phước dữ lắm. Đứa nào cũng dễ thương. Từ nhỏ mà ở đây, mỗi tuần đến đây mà nhiều đứa đã tới lớn luôn, mấy năm chờ. Nên nít mà về đây đúng là phước duyên lớn. Nên nơi này là nơi tu tạo phước duyên thù thắng. Người thiếu duyên về đây từ từ có duyên, người thiếu phước từ từ có phước. Cái pháp niệm Phật này giúp chúng ta tu phước duyên thù thắng. Thêm nữa, những người mang nghiệp phá thai, những người nữ mang nghiệp phá thai hoặc vô tình giết hay cố ý giết sát sanh hại vật. Chùa mình là cái điểm mỗi ngày tu bốn thờ đều đan, một năm như một ngày. Từ nơi đó mà về đây cái từ trường nó đặc biệt tốt, giống như sống trong ánh quang minh của Phật soi rọi. Từ nơi đó mà từ thăng bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ chưa siêu hay hương linh thai nhi chưa siêu thoát, mình về đây mình tu họ theo mình nên họ hưởng được cái quang minh phổ chiếu, họ an lạc, họ tự tại. Thì mình cũng thiết thực cho họ thì họ được hưởng tài thọ thực. Nhờ cái quay lực của đạo tràng tu mà cúng thù thắng dữ lắm. Có khi mà trong cái pháp hội cúng gì mà nhiều hương linh người ta được Phật tiếp dẫn luôn. Tại vì người ta nương vào quay lực của Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, tức khắc Phật tiếp dẫn liền. Nên Đức Phật A Di Đà phát nguyện rằng chúng sanh mười phương, là trong đó tất cả có chư hương linh, có chúng sanh mà chưa siêu thoát, chỉ cần nghe danh hiệu A Di Đà Phật, nghe bổ nguyện mà niệm danh hiệu Phật mà muốn gì là Đức Phật tiếp dẫn liền. Nhất là những hương linh thai nhi hay những người chết chưa siêu, là mắc cái thăng tứ đại rồi nên dễ được tiếp dẫn hơn. Còn con sống này là còn mang cái thân nên phải nhiếp thọ niệm Phật thì họ mạng đến mới được tiếp dẫn. Nên những hương linh thai nhi các con nên buông cái tâm hận thù đòi nợ, đừng có theo bám víu đòi nợ hoài chi. Thôi bây giờ mình nghe Pháp Môn Tịnh Độ, và nếu được ở đây tu ngày nào cũng được cúng đi thực cho dùng, và mình nương vào cái đạo tràng này mình tu để cầu giải thoát. Nên nguyện đem cái công đức của toàn thể đại chúng tu này, chúng ta nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mình có cái nơi nương tựa mình tu, và hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, ai cũng hưởng được cái công đức phước duyên này. Mà quý vị đều nhờ công đức phước duyên này mà tỉnh táo sáng suốt, rồi hướng về tịnh độ tu hành, để mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Không có buồn giận ai để trong tâm, vì hiểu sâu định lực nhân quả. Mình gieo nhân sao mình chịu quả báo gì. Bây giờ mình không có buồn trách ai nữa hết á. Mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chư hương linh đều tỉnh táo sáng suốt để nương vào bổ nguyện Di Đà để niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, thự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiên, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, thự thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiên, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo. Nhớ đắng cô hồn chung má ngã kim tí nhờ cung, thập phương nhẫn tiết cô hồn công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhân thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo.
án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ú vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh pháp quyền vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, tất cả chúng ta nghe Phật pháp rồi phát tâm từ bi, nên không ăn thịt chúng sanh mà còn phóng sanh. Nên trong nhà mình tuyệt đối từ khi mình nghe đạo mình hiểu, thuốc chuột, xịt, giết mùi ruồi, mũi, kiến, gián, tuyệt đối không giết nữa. Vì sát sanh trong nhà gia đình rất phiền phức. Từ hôm nay chúng ta không sát sanh nữa, mà còn phát tâm ăn chay trường để trưởng dưỡng lòng từ. Những người mang bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia mà không có thuốc trị, quý vị cứ chỉ cần phát tâm ăn chay trường đi, rồi niệm Phật đi, rồi tự nhiên cái bệnh của quý vị nó đứng lại liền, nó không có phát triển nữa đâu. Mà tâm trạng nó thoải mái, tại vì mình không có làm cho chúng sanh sợ, nên tâm mình an liền vậy đó. Nên cái ăn chay là trưởng dưỡng lòng từ hay và ngưng cái nghiệp sát nha. Nên mấy con chim này được cái duyên trong ngôi Tam Bảo, mà mình về đây mình bỏ tịnh tài ra để mà mình phóng sanh. Được cái duyên cả đại chúng này phóng sanh, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi thả ra thì ở xung quanh chùa này thôi, nghe danh hiệu Phật, rồi mỗi tuần ta về đây tu hót sùm cho người ta nghe, để cho người ta quan hỷ nha. Thì tự nhiên khi bỏ thân ở trong ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật, xung quanh lúc nào những đức cũng bắt máy niệm Phật cho nghe. Khi bỏ cái thân này thì niệm có Phật hiệu, thì Phật A Di Đà rước về Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, quan hỷ vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Rồi chúng ta xuống chai đường dùng cơm. Chúc quý vị ăn ngon miệng nha. A Di Đà Phật.